Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 226. Nhị thúc, nhị thẩm. Tiểu mỹ nữ vào cửa nhìn thấy Triệu Bỉnh Lương và Dư Ngọc Mai, nàng lập tức chào hỏi, sau đó ánh mắt xoay chuyển. Ủa, anh Minh Hiên đã có mặt rồi, á, á. Tiểu mỹ nữ đột nhiên thét lên rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng tiểu mỹ nữ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi bay lên, sau đó nàng ngã nặng nề lên ghế xa sao 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 ở phòng khách. Một người đang nhìn chăm chăm vào tiểu mỹ nữ, người này là Hạ Thiên. Này, không được đánh tôi, nếu không có tôi, anh có thể cưa được chị Hàm sao? Nếu không có tôi, cửa hàng hoa của anh có bán được nhiều hoa như vậy không? Nếu không có em, tiểu mỹ nữ chợt kinh hoàng, nàng nhanh chóng tìm cho mình một đống lý do. Tóm lại anh không được đánh em, anh đánh em thì chị Hàm cũng sẽ trở mặt. Tiểu mỹ nữ này không phải ai khác mà chính là Yêu Yêu đã từng nhiều lần làm Hạ Thiên tức giận chết ngất, người cùng xuất hiện với Yêu Yêu chính là Mộc Hàm. Hạ Thiên nhiều lần muốn đánh Yêu Yêu nhưng không tìm ra người, bây giờ Yêu Yêu tự động đưa đến trước mặt hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh không đánh em. Hạ Thiên lấy ra một ngân châm, hắn chăm chú nhìn Yêu Yêu. Anh chỉ cho em vài châm thôi. Á. Không cần, á. Yêu Yêu nhìn ngân châm trong tay Hạ Thiên đâm vào tay mình mà kêu lên thảm thiết. Chị Hàm, cứu mạng. Chồng, đừng đánh Yêu Yêu. Mộc Hàm léo lên phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Mà đám người trong phòng khách cũng hoảng hồn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sư phụ, anh làm gì vậy? Triệu Thanh Thanh cũng không nhịn được phải hỏi. Băng Băng, bạn trai của cháu làm gì vậy? Dư Ngọc Mai cũng có chút không vui. Dừng tay. Cậu muốn làm gì với Yêu Yêu? Lý Minh Hiên quá lên nghiêm nghị. Chỉ có Triệu Bỉnh Lương lúc này vẫn còn tương đối trấn tĩnh, vẻ mặt ngoài cảm gãi âm trầm thì cũng không có gì quái lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến những người này, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Yêu Yêu. Em lớn tiếng như vậy là gì? Không đau đâu. À, không đau sao? Yêu Yêu lè lưỡi. Hình như cũng không phải như vậy. Nhưng Yêu Yêu còn chưa kịp vui sướng thì phát hiện ra một vấn đề làm nàng cực kỳ hoảng sợ. Ủa, tay tôi làm sao thế này? Sao không còn chút chi giác? Em không phải thích hack đen màn hình của người khác sao? Bây giờ tay em đã đơ, để xem còn hack thế nào được. Hạ Thiên nhớ đến những lần kinh nghiệm đau thương của mình, hắn vẫn rất tức giận. Nhà đầu chết tiệt này, nếu không trừng trị nàng thì tưởng rằng hắn là người dễ ức hiếp. Lãnh Băng Băng nghe được những lời này của Hạ Thiên thì hiểu ra, thì ra nha đầu này là hacker chuyên gây khó khăn cho Hạ Thiên. Không cần phải làm như vậy, anh có thể làm chân em hết hoạt động nhưng đừng đụng vào tay em, nếu một ngày em không được động vào máy tính, một ngày không hack đen trang web của người ta thì em không chịu nổi, hu hu hu. Yêu Yêu có chút cuống quýt. Chị Hàm, mau giúp em, không phải chị đã nói tốt cho em sao? Mộc Hàm đang định mở miệng thì Hạ Thiên đã không cho nàng cơ hội. Hắn trừng mắt nhìn Yêu Yêu. Ai giúp em cũng vô dụng, hack máy tính của anh chỉ có kết cục này mà thôi. Chú Triệu, người này hơi quá đáng, sao cậu ta có thể làm như vậy với Yêu Yêu? Lý Minh Hiên tức giận nói. Băng Băng, sao cháu không nói bạn trai mình? Dù cậu ấy có hiểu lầm với Yêu Yêu, cũng không thể làm cho bàn tay của Yêu Yêu trở nên như vậy được. Dư Ngọc Mai nhìn Lãnh Băng Băng bằng ánh mắt không vui, bà lại càng bất mãn với Hạ Thiên. Người này sao không có chút hiểu biết nào, dù hắn có thù oán với Yêu Yêu cũng không thể náo loạn ở đây, bây giờ hắn là khách chứ không phải chủ trong đây. Lãnh Băng Băng không nói gì, vì nàng cảm thấy dù bây giờ có nói cũng không hiệu quả, thôi thì yên lặng là tốt nhất. Hu hu hu, đại sắc lang, anh mau làm tay tôi trở lại như thường, cùng lắm thì sau này tôi không hack anh nữa. Yêu Yêu khóc lóc năn nỉ. Nếu không sau này anh bảo tôi hack ai tôi sẽ hack của người đó. Tôi còn có thể cho anh biết vị trí của chị Hàm, dù anh không tìm được chị ấy cũng có thể lần ra được manh mối. Nếu không thì tôi cũng chịu thiệt, cũng như chị Hàm, cũng là vợ bé của anh, tóm lại tất cả đều được, chỉ cần anh làm tay tôi bình thường trở lại, thế nào? Có phải cái gì cũng được không? Hạ Thiên có chút ý nghĩ, nhà đầu này còn nhỏ tuổi nhưng rất lợi hại. Sau khi xuống thành phố thì hắn chưa từng bị ai ức hiếp, nhưng lại bị nhà đầu này cho ăn nhiều thiệt thòi. Nhớ rõ đại sư phụ đã từng nói, nếu có người lợi hại hơn thì phải giết chết, nếu người này là phụ nữ mà lại rất đẹp, như vậy sẽ không giết mà lấy làm vợ, như vậy hắn sẽ luôn là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Đúng vậy, tất cả đều có thể.
Yêu Yêu tranh thủ trả lời, nàng dùng hai tay làm cần câu cơm, nếu tay không còn hoạt động được thì làm ăn gì nữa. Vậy thì được, sau này em phải nghe lời anh, giúp anh hack máy tính của người khác, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của chị Hàm cho anh, còn phải làm vợ bé của anh, như vậy anh mới chữa tay cho em. Hạ Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nhà đầu này rất lợi hại, cho nàng làm vợ bé thì bảo hiểm hơn một chút. Thúi lắm, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lý Minh Hiên không nhịn được nữa, hắn quát lên tức giận. Này, anh rất phiền phức, tôi chưa cho anh nói, anh ở đây kêu la gì vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Minh Hiên. Có tin tôi biến anh thành câm, để anh không được nói nữa không? Lý Minh Hiên nổi giận, hắn đang định mở miệng thì Triệu Bình Lương đã quát khẽ. Được rồi, đây cũng không phải chỗ các người làm loạn. Hạ Thiên, tôi mặc kệ cậu làm sao mà biến Yêu Yêu thành bộ dạng lúc này, bây giờ khôi phục lại cho cô ấy, sau đó anh cũng đi ra, Triệu gia chúng tôi không chào đón anh. Tôi cũng không muốn các người hoan nghênh, ông tưởng tôi muốn đến đây sao? Nếu không phải vợ cảnh sát tỷ tỷ nói tôi đi cùng, tôi cũng không đến. Hạ Thiên rất mất hứng, hắn đứng dậy kéo tay Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lãnh Băng Băng có chút do dự, sau đó nàng theo Hạ Thiên ra ngoài. Này, sư phụ, đừng đi. Triệu Thanh Thanh chợt nôn nóng. Chị Băng Băng, chị cũng đừng đi, cha, cha làm gì vậy? Tại sao phải đuổi người? Băng Băng, cháu thật sự muốn đi với cậu ấy sao? Triệu Bình Lương thật sự tức giận. Chú Triệu, chú cảm thấy cháu nên ở lại sao? Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại. Không đợi Triệu Bình Lương trả lời, Lãnh Băng Băng đã lắc đầu, nàng thản nhiên nói. Có lẽ chú Triệu còn chưa biết, hơn 10 ngày trước cháu được bình yên vô sự cũng nhờ công lao của Hạ Thiên. Cái gì, là cậu ấy sao? Triệu Bình Lương chợt ngây người. Chú Triệu, tuy cậu ta không phải đàn ông tốt, nhưng cậu ta dù sao cũng tình nguyện bảo vệ cháu. Hơn nữa còn là người đàn ông có thể bảo vệ cháu. Lãnh Băng Băng nói xong câu đó thì chủ động ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, giọng nói trở nên dịu dàng. Nếu nơi đây không chào đón thì chúng ta đi thôi. Đúng vậy, tôi cũng không thích nơi này. Hạ Thiên gật đầu rồi ôm Lãnh Băng Băng đi ra khỏi cửa. Này, Đại Sắc Lang, đợi chút đã, tay của tôi phải làm sao? Yêu Yêu bắt đầu la hoảng. Muốn chữa tay thì bây giờ theo anh. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn dùng giọng lười biếng nói. Sao? Yêu Yêu chợt sững sờ, ngay sau đó nàng nói với Mộc Hàm. Chị Hàm, chúng ta đi mau, em cũng không muốn là người tàn phế. Mộc Hàm cũng không do dự mà kéo tay Yêu Yêu, sau đó nhanh chóng đi ra. Yêu Yêu! Vẻ mặt Triệu Bình Lương trở nên rất khó coi. Nhị thúc, nhị thẩm, tạm biệt, còn chị Thanh Thanh, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cháu đi trước. Yêu Yêu nhanh chóng nói một câu, sau đó biến mất khỏi cửa. Phòng khách vốn náo nhiệt lập tức trở nên quạnh quẽ, vẻ mặt Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai đều rất khó coi, gương mặt anh Tuấn của Lý Minh Hiên cũng rất tức giận, Triệu Thanh Thanh thì có chút mê man. Đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống của mình, thậm chí Yêu Yêu vừa gọi nàng bằng chị kia là ai, nàng chưa biết gì. Chú Triệu, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, cháu sẽ cho người dạy bảo. Lý Minh Hiên tức giận nói. Thôi bỏ, Minh Hiên, tạm thời mặc kệ cậu ta, ăn cơm trước, không cần vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Triệu Bình Lương đóng cửa lại rồi trầm giọng nói. Chị Băng Băng trở thành người ngoài khi nào? Triệu Thanh Thanh có chút không phục. Tôi nói cô ấy là người ngoài, như vậy sẽ là người ngoài. Triệu Bình Lương đột nhiên giống lên với Thanh Thanh. Bắt đầu từ bây giờ, cấm con không được qua lại với cô ấy. Vì sao? Triệu Thanh Thanh cũng có chút tức giận. Chị Băng Băng vẫn rất tốt với con, mọi người thậm chí còn chưa tốt với con bằng chị ấy. Vì cha là cha con. Triệu Bình Lương nghiêm nghị nói. Bây giờ dọn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Con không ăn, mọi người thích ăn thì cứ tự nhiên. Triệu Thanh Thanh ốn người chạy vào phòng mình rồi đóng ẩm cửa lại. Nhà đầu thối, càng lớn càng không nghe lời, định làm loạn à. Triệu Bình Lương rất tức giận. Tất cả đều do tiểu tử Băng Băng đưa đến đây gây ra, nếu không phải cậu ấy gây rối thì hôm nay có chuyện này sao? Dư Ngọc Mai rất căm giận. Thôi bỏ qua, không nói về vấn đề này. Minh Hiên, thật sự xin lỗi cháu, đáng lý gia đình chiêu đãi cháu, nào ngờ. Triệu Bình Lương nhìn Lý Minh Hiên, ánh mắt áy náy. Chú Triệu, việc này sao trách chú được? Lý Minh Hiên lắc đầu.
nhưng Thanh Thanh hình như còn đang rất tức giận, có cần cháu đi khuyên không? Thôi, nhà đầu kia sẽ tốt lên ngay. Dư Ngọc Mai nói. Chú Triệu, dì Dư, thật ra cháu cũng có hẹn gặp mặt với vài người bạn tối nay, thời gian cũng sắp đến, thôi thì cháu đi chứ ô, sau này sẽ đến thăm mọi người. Lý Minh Hiên lấy cớ chuẩn bị chuồn. Cũng tốt. Triệu Bỉnh Lương biết đối phương lấy cớ, nhưng lúc này ngoài việc để Lý Minh Hiên rời đi cũng không nên giữ lại, đây cũng là chuyện tốt. Chú Triệu, dì Dư, cháu đi trước. Lý Minh Hiên đứng dậy cáo từ, hắn nhanh chóng mở cửa và bỏ đi. Lý Minh Hiên đi ra khỏi cửa khu thị ủy thì lập tức lấy điện thoại ra. Điều tra cho tôi hai người, một người là Hạ Thiên, một là Lãnh Băng Băng, tôi cần biết rõ tư liệu về bọn họ. Chương 227. Thiên thiếu gia, tư liệu của hai người kia bị mã hóa, chúng ta không kiểm tra được gì. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Hơn nữa là mã hóa ở cấp cao nhất, cũng không có mấy người được xem. Có chuyện này sao? Lý Minh Hiên chợt kinh ngạc. Vậy dừng kiểm tra. Lý Minh Hiên cũng không đợi đối phương trả lời, hắn cúp điện thoại và bấm một số khác. Tử Hào, tôi là Minh Hiên, tôi đang ở thành phố Giang Hải. Được, tôi sẽ đến ngay. Lý Minh Hiên lại nói một câu và cúp điện thoại, sau đó hắn vung tay, một chiếc Rolls Royce chạy đến bên cạnh không chút tiếng động. Hắn mở cửa xe rồi tiến vào nói. Đến đêm giai nhân. Hơn 10 phút sau Lý Minh Hiên đã vào đêm giai nhân, hắn trực tiếp đi lên lầu 4, lên đến nơi cũng trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Trong phòng đã có vài nam nữ đang chờ, trong đó có Lâm Tử Hào, mà Cao Danh Dương thân là chủ nhân của đêm giai nhân cũng có mặt. Thậm chí một trong tứ thiếu gia Giang Hải là Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện. Ngào ra còn có ba người phụ nữ, người thứ nhất là ngôi sao Lâm Yên Nhi có chút danh tiếng, còn có Tiểu Hàm được Cao Danh Dương sủng ái, cuối cùng chính là Diệp Mộng Vân. Minh Hiên, anh đến rồi. Lâm Tử Hào đứng dậy mời chào, sau đó hắn nói với Lâm Yên Nhi. Đi đến bên cạnh Hiên thiếu gia. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi chợt cứng đờ, ngay sau đó lập tức khôi phục trở lại như bình thường, nàng đứng lên đi về phía Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên khoát tay. Tử Hào, quân tử không cướp chỗ tốt của người, cô ấy để lại chỗ anh. Lý Minh Hiên quay đầu nhìn Diệp Mộng Vân rồi ngoắc tay. Cô, sang đây với tôi. Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi, vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt cũng trở nên khó coi, nhưng hai người không nói gì. Tôi không phải. Diệp Mộng Vân định nói mình không phải là tiểu thư tiếp rượu, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Lý Minh Hiên vươn tay kéo vào lòng. Ngay sau đó một tay đã thò vào trong áo bóp mạnh lên bộ ngực nàng. Tôi không cướp phụ nữ của bạn, nhưng cô không phải là của ai trong số mọi người ngồi đây, vì vậy đêm nay cô là của tôi. Lý Minh Hiên vừa dùng tay xoa ngực và lục lọi trong quần áo của Diệp Mộng Vân vừa dùng giọng bá đạo nói. Cô là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi nhìn chúng cô. Thiên thiếu gia tôi nhìn chúng người phụ nữ nào, cho tới bây giờ chưa ai chạy thoát. Diệp Mộng Vân khẽ rên rỉ, Lý Minh Hiên hơi thô lỗ nhưng hình như cũng dùng đúng phương pháp, giống như chỉ trong khoảnh khắc đã châm ngòi thân thể nàng, mà nàng cũng giống như mất đi ý chí phản kháng, hay có thể là nàng không muốn phản kháng. Lý Minh Hiên kéo nịt ngực của Diệp Mộng Vân xuống, hắn dùng hai tay xoa bóp cặp ngực của nàng ra đủ mọi hình dạng, trong đầu không tự chủ được phải nhớ đến bộ dạng của Lãnh Băng Băng, cặp chân dài gợi cảm và bộ ngực khủng bố của đối phương làm hắn sinh ra cảm giác chiếm giữ điên cuồng. Minh Hiên, sao hôm nay cậu lại đến đây? Lâm Tử Hào giống như không nhìn thấy những động tác trắng trợn của Lý Minh Hiên. Mấy ngày trước không phải đã nói còn lâu mới đến sao? Hôm nay là sinh nhật 18 của Thanh Thanh, tôi cố ý đến mừng sinh nhật. Lý Minh Hiên cuối cùng cũng ngừng động tác tay, lúc này Diệp Mộng Vân cũng nằm trong lòng hắn như một đống bùn, gương mặt đỏ tươi giống như sắp nhỏ máu. Triệu Thanh Thanh sao? Lâm Tử Hào có chút kinh ngạc. Đây là hôn thê của nhà cậu phải không? Đúng vậy, cha của cô ấy là Triệu Bỉnh Lương tuy rời xa thủ đô nhưng dù sao cũng là dòng chính của Triệu gia, Thanh Thanh là cháu gái ruột của ông Triệu, theo tôi thì coi như môn đăng hộ đối. Lý Minh Hiên cười nhạt. Tôi cũng đã xem qua tư liệu của cô ấy, tuy tính cách có chút tùy tiện nhưng gương mặt và dáng người không tệ, quan trọng là thế giới tình cảm của nàng rất đơn thuần, 18 tuổi mà chưa từng có bạn trai. Chỉ cần giáo dục thì nàng sẽ là một bà vợ tốt. Vì vậy tôi rất thỏa mãn. Nếu đã như vậy thì bây giờ cậu phải ăn sinh nhật mới đúng, sao lại đến đây? Lâm Tử Hào có chút buồn bực. Minh Hiên, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn? Bị một tên tiểu tử quấy rối. Lý Minh Hiên có chút phẫn nộ.
đợi đến khi tôi tìm được thằng này thì phải làm cho nó biết tay, thằng khốn dám chiếm vợ cực phẩm, hơn nữa còn coi Yêu Yêu là vợ bé. Lý Minh Hiên nhìn Lâm Tử Hào rồi hỏi. Đúng rồi, Tử Hào, tôi cũng vừa mới nhìn thấy Mộc Hàm, mà Mộc Hàm cũng gọi tên kia là chồng, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôn thê của cậu bị kẻ khác nẫng mất rồi? Vẻ mặt Lâm Tử Hào lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Minh Hiên, có phải tiểu tử cậu nói là Hạ Thiên? Đúng vậy, là tiểu tử này, bộ dạng chó má nhưng rất kiêu ngạo. Lý Minh Hiên hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đang ở nhà Triệu gia và chẳng thể ra tay, nếu không tôi đã phế thằng này. Còn người phụ nữ lãnh băng băng bên cạnh nó, con bà nó đúng là cực phẩm, tôi hận không thể cưỡi lên người nàng. Minh Hiên, trước khi cậu xuống đây không điều tra rõ tình huống sao? Lâm Tử Hào cười khổ một tiếng. Có cái gì cần điều tra, một thành phố Giang Hải nho nhỏ mà thôi, có vật gì đáng giá để coi trọng sao? Dù là thủ đô, người muốn Lý Minh Hiên tôi quan tâm cũng chỉ có vài mạng mà thôi. Lý Minh Hiên không cho là đúng. Minh Hiên, Hạ Thiên chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta ở Giang Hải. Lâm Tử Hào chậm rãi nói. Hắn là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều, là đàn ông của Diệp Mộng Oánh, Mộc Hàm có quan hệ mập mờ với hắn, Lãnh Băng Băng cũng là tình nhân của hắn. Tóm lại hắn khó tưởng tượng hơn suy nghĩ của cậu rất nhiều. Hắn là người chúng ta muốn đối phó sao? Rất tốt, giết chết nó, đưa Lãnh Băng Băng lên giường. Lý Minh Hiên không sợ mà còn vui. Tốt lắm, Tử Hào, bây giờ cậu nói cho tôi biết, hắn có bản lĩnh gì? Y thuật rất cao, đến mức độ có thể cứu được người cần phải chết, hơn nữa còn có võ công cao cường, dù vài khẩu súng chĩa vào cũng không có lực uy hiếp, rốt cuộc hắn còn bản lĩnh gì nữa thì tôi cũng không biết. Lâm Tử Hào trầm ngâm rồi nói. Y thuật của nó có cao đến đây cũng không thể cứu sống chính mình, vài khẩu súng không có lực uy hiếp nhưng vài chục thì sao? Lý Minh Hiên không cho là đúng. Đối phó với loại này rất đơn giản, để tôi thu phục nó. Minh Hiên, cậu nên cẩn thận một chút, trước tiên phải thăm dò đối phương rồi nói sau. Lâm Tử Hào nói. Tử Hào, cậu nhát gan như vậy từ khi nào? Lý Minh Hiên mất kiên nhẫn. Thôi được, cậu chỉ cần tìm ra thằng khốn kia, tôi sẽ đối phó. Cửa phòng mở ra, một tên mập đi vào, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải, Tô Tiểu Sán. Lâm Đại Thiếu Gia, Cao Thiếu Gia, Thiếu Kiệt, mọi người đều có mặt rồi à? Tô Tiểu Sán tiến đến chào hỏi mọi người, cuối cùng ánh mắt hắn rơi lên người Diệp Mộng Vân, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Mộng Vân, cô lại. Vẻ mặt Diệp Mộng Vân có chút tái nhợt, vẻ mặt Lâm Tử Hào và Diệp Thiếu Kiệt cũng rất bất an, vì trên thực tế bọn họ đều biết quan hệ giữa Tô Tiểu Sán và Diệp Mộng Vân không bình thường. Quan hệ này rất bí ẩn. Người ngoài không biết nhưng đám người Diệp Thiếu Kiệt và Lâm Tử Hào thì biết rất rõ. Đây là đàn ông trước đây của cô sao? Lý Minh Hiên tiếp tục xoa bóp ngực Diệp Mộng Vân, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nhưng bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Diệp Mộng Vân khẽ nói. Rất tốt. Lý Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Sán. Tao sao cần biết mày là ai, con phụ nữ này đêm này là của tao, chuyện của tao không liên quan gì đến mày, bây giờ mày có thể cút đi. Con mẹ mày! Tô Tiểu Sán tức giận, hắn lập tức vận động thân thể mập mạp phóng về phái Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên ngồi yên tại chỗ không chuyển động, khi Tô Tiểu Sán tiếp cận thì hắn mới nắm chặt tay trái và đấm ra. Á! Tô Tiểu Sán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ chợt văng ra đập mạnh lên cửa. Tô Tiểu Sán vùng vẫy bò lên còn muốn tiếp tục ra tay, Lâm Tử Hào cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng. Tiểu Sán, thôi bỏ! Bỏ sao? Bỏ sao, ha ha ha. Tô Tiểu Sán cười lên điên cuồng. Lâm Tử Hào, tao xem như biết mặt mày, cuối cùng tao cũng biết Kiều Đông Hải vì sao chán ghét mày, vì con bà nó mày rất đáng chán ghét. Tiểu Sán, tôi muốn tốt cho cậu, vì tốt cho cậu. Lâm Tử Hào khẽ nhíu mày. Vì tốt cho tao, ha ha, năm xưa mày cướp đàn bà của Kiều Đông Hải chẳng phải cũng có lý do như vậy sao? Lâm Tử Hào, đừng dối trá với tao. Tô Tiểu Sán cười ha ha. Được, không sao, Tô Tiểu Sán tao không đấu lại chúng mày, nhưng dù sao cũng có người trừng trị chúng mày. Lâm Tử Hào, lúc này hôn thê của mày sợ rằng cũng đang hoàn hoại dưới người thằng đàn ông khác mà thôi. Tiểu Sán, cút mau. Vẻ mặt Lâm Tử Hào có chút âm trầm, Tô Tiểu Sán rõ ràng đã đụng vào nỗi đau của hắn. Yên tâm đi, tao sẽ đi ngay. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng liếc nhìn Diệp Mộng Vân. Đường đường là Diệp Tiểu Thư, rõ ràng không bằng một con điếm.
trước đây ông mù mắt. Tô Tiểu Sán nhổ một bãi nước miếng rồi bỏ đi. Đứng lại! Lý Minh Hiên đột nhiên quát lớn. Mày còn muốn thế nào? Tô Tiểu Sán dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn Lý Minh Hiên. Dù nó là con điếm cũng đang nằm trong ngực tao, như vậy còn cao quý hơn bất kỳ con đàn bà nào khác, vì vậy mày phải trả giá vì câu nói vừa rồi. Lý Minh Hiên chậm rãi đứng lên. Tao cho mày một cơ hội lựa chọn, mày tự vả vào mặt hay để tao đánh nát mồm mày. Minh Hiên, thôi cho qua đi. Lâm Tử Hào mở miệng nói. Tử Hào, cậu thấy tôi có bao giờ thu hồi lời nói lần nào chưa? Lý Minh Hiên cười nhạt một tiếng. Lâm Tử Hào không nói thêm điều gì, hắn tất nhiên biết rất rõ về Lý Minh Hiên, vì vậy trước đó mới khuyên Tô Tiểu Sán. Đánh đi, con bà mày, dù đánh chết tao cũng không thay đổi được sự thật, con khốn nằm trong ngực mày chỉ là con điếm dơ bẩn mà thôi. Tô Tiểu Sán gầm lên. Chương 228. Lý Minh Hiên chậm rãi đến gần Tô Tiểu Sán, hắn mỉm cười. Tao đã thay đổi ý kiến, tao quyết định đánh gãy một chân của mày. Lý Minh Hiên nói xong câu đó thì đột nhiên ra tay, không đúng, phải nói là tung đá. Hắn đã trúng đùi Tô Tiểu Sán, người ngồi trong phòng đều nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn. Á! Tô Tiểu Sán hét một tiếng thảm thiết, thân thể to mọng đổ xuống ầm ầm. Nhớ kỹ, tao là Lý Minh Hiên, hoan nghênh mày trả thù bất cứ lúc nào, tao thích nhất là có người trả thù. Lý Minh Hiên cúi người, hắn chụp lấy cổ áo Tô Tiểu Sán rồi hất tay ném ra khỏi phòng. Lý Minh Hiên vỗ vỗ tay rồi chậm rãi đi về chỗ ngồi, ngay sau đó hắn lại ôm Diệp Mộng Vân vào lòng rồi nói. Tử Hào, chúng ta uống rượu. Cạn. Lâm Tử Hào cầm lấy chén rượu, trong mắt lóe lên cái nhìn u tối. Sau khi Lãnh Băng Băng lái xe rời khỏi khu Thụy Ủy thì trực tiếp quay về nhà, đó chính là căn biệt thự trong khu Cảnh Uyển, Mộc Hàm và Yêu Yêu cũng theo đến. Đại Sắc Lang, mau chữa tốt cho tôi. Trong phòng khách, Yêu Yêu năn nỉ Hạ Thiên. Tôi tình nguyện làm vợ bé của anh cũng không muốn có một vợ bé tàn phế đấy chứ. Chồng, anh nên chữa cho Yêu Yêu. Mộc Hàm ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, giọng nói cực kỳ quyến rũ, mà bộ ngực cao vút còn vô tình cố ý ma sát lên cánh tay Hạ Thiên. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, sau đó đột nhiên dùng tay khẽ nhéo lên đỉnh núi. Á! Mộc Hàm kêu to một tiếng rất duyên dáng, nàng tranh thủ nhảy sang một bên dùng ánh mắt có chút xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Sắc Lang chết tiệt dám nhéo lên ngực nàng. Tôi đi làm cơm. Lãnh Băng Băng đứng dậy đi về phía nhà bếp, đáng lý ra tối nay mọi người đến ăn tiệc sinh nhật nhà Triệu Thanh Thanh, tất nhiên chưa ai ăn gì, bây giờ tiệc sinh nhật bị hớ, tất nhiên còn phải ăn cơm thôi. Tôi giúp chị. Mộc Hàm cũng vội vàng đi theo Lãnh Băng Băng, nàng cũng không dám làm nũng với Hạ Thiên, cũng không muốn dán người vào đối phương, sợ rằng sẽ bị đối phương ăn sạch. Hu hu, chị Hàm, chị không nghĩa khí. Cứ như vậy mà bỏ chạy sao? Yêu Yêu có chút buồn bực, nàng bắt đầu hướng sang Hạ Thiên. Chồng, chồng tốt, em xin anh, mau giúp em chữa tay, em sẽ nghe lời anh, sau này không hách anh nữa. Anh cũng muốn giúp em chữa tay, nhưng nếu chữa ngay lúc này thì em sẽ không nhớ đòn, vì thế phải đợi ngày mai, đến mai anh sẽ giúp em. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn sẽ không lập tức chữa tay cho nha đầu này, trước đó hắn đã bị nha đầu làm cho cả buổi tối ngủ không ngon. Tối nay hắn phải cho nha đầu này mất ngủ một đêm. Không cần như vậy, chồng, chồng tốt, chồng yêu, bây giờ anh giúp em chữa tốt, bây giờ em cũng rất muốn vọc máy tính, em muốn hack người khác. Yêu Yêu tiếp tục năn nỉ, bộ dạng của nàng bây giờ rất đáng thương, nhìn vào làm người ta đau lòng. Tuy Yêu Yêu rất đẹp, có thể làm người ta phải thương yêu, nhưng gần đây sức đề kháng của Hạ Thiên với các cô gái là rất mạnh, vì vậy hắn vẫn không cử động. Lần này hắn quyết tâm phải cho Yêu Yêu khổ sở một buổi tối, để nha đầu này khắc sâu ấn tượng, nếu không sau này tiếp tục gây khó cho hắn. Sắc Lang thối tha, Sắc Lang chết bầm, Sắc Lang khốn nạn, Sắc Lang vô sỉ hạ lưu hèn mạt. Yêu Yêu không ngừng mắng thầm Hạ Thiên, đáng tiếc là không dám nói ra. Sao Sắc Lang này lợi hại như vậy? Chỉ đâm vài châm đã làm bàn tay nàng mất đi chi giác, mà chị Hàm đánh không lại hắn, ngoài cầu xin thì làm gì còn biện pháp nào khác? Lãnh Băng Băng đang nấu cơm trong nhà bếp, mà Mộc Hàm cũng đang thái thức ăn, đao pháp của nàng rất thành thạo, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy được rèn luyện từ việc nấu nướng. Cô là người của Cục An ninh Quốc gia sao? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy. Lần này Mộc Hàm không phủ nhận. Tôi nghĩ rằng thân phận của cô ở Cục An ninh Quốc gia phải rất cao, phải không? Lãnh Băng Băng lại hỏi,
đêm đó nàng thấy Mộc Hàm đuổi đám người Cục An ninh Quốc gia chỉ bằng một tờ giấy chứng nhận. Cũng có thể nói là như vậy. Mộc Hàm nói một câu lập lờ nước đôi. Đáng lý ra cùng đính hôn với Lâm Tử Hào, đáng tiếc tôi lại bị Hạ Thiên cướp đi, vì vậy bây giờ tôi cũng không biết đến đây làm gì. Mộc Hàm thản nhiên nói. Có việc này sao? Lãnh Băng Băng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không biết sự việc này. Xem ra chị cũng lạc hậu với thông tin. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Thật ra chị cần gì phải quan tâm đến thân phận của tôi? Chẳng lẽ chị lo lắng tôi tiếp cận Hạ Thiên vì có mưu đồ? Tôi nói cho chị biết, không phải tôi tiếp cận cậu ấy tự tìm đến tôi. Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu ấy. Lãnh Băng Băng hừ khẽ. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ, cô có quan hệ thế nào với Thanh Thanh? Chị nói Triệu Thanh Thanh sao? Mộc Hàm hỏi ngược lại. Đương nhiên. Lãnh Băng Băng gật đầu. Tôi không quen biết với cô ấy, nhưng cô ấy là chị họ của Yêu Yêu. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tôi và Yêu Yêu cùng thuộc một ngành, đồng thời tôi còn là vệ sĩ của Yêu Yêu. Mộc Hàm nói mà động tác tay cũng không ngừng, chỉ một lát sau đã có một món rau trộn dưa leo, nàng đưa cho Lãnh Băng Băng. Muốn nếm thử không, tay nghề của tôi rất tốt. Rau trộn dưa leo cần gì tay nghề? Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nhưng nàng vẫn duỗi ngón tay ngọc kẹp lấy một miếng dưa leo rồi đưa lên miệng nhai nuốt. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ. Cô làm đầu bếp hay là tôi? Để tôi làm, yên tâm đi. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng sinh ra một cảm giác địch ý khó hiểu với Mộc Hàm, ngay cả nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại như vậy. Vậy thì tôi ra ngoài. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, tôi cần nhắc nhở chị cần chú ý Lý Minh Hiên. Tối nay ánh mắt hắn nhìn chị có vẻ không đúng. Không có gì, tôi đã sớm quen với các loại ánh mắt, cô cũng vậy chứ. Lãnh Băng Băng cũng không quan tâm. Lý Minh Hiên không phải người thường, phụ nữ bị hắn nhìn chúng thường rất khó thoát. Mộc Hàm nhắc nhở Lãnh Băng Băng rất có thành ý. Nói vậy cô cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn sao? Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại, trong lời nói có chút trào phúng. Lý Minh Hiên vẫn còn có một ưu điểm. Hắn biết phụ nữ nào nên vừa ý hay không, vì vậy đối với tôi là không thể vừa ý. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến lời châm chọc của Lãnh Băng Băng, lời nói của nàng có ý nghĩa rất rõ ràng, nàng là loại phụ nữ không nên động vào. Đa tạ cô đã nhắc nhở, nếu cô quen với Lý Minh Hiên thì tốt nhất nên nhắc nhở dùm một câu, tôi cũng là phụ nữ không nên động vào. Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng nói. Tôi cũng không quen Lý Minh Hiên, chỉ là hai bên biết chút chuyện về nhau mà thôi. Mộc Hàm lắc đầu. Trong thủ đô có một câu dùng để miêu tả về hắn, cô có biết không? Tôi chưa đến thủ đô. Lãnh Băng Băng hờ hững nói. Đó là câu, sói đói hung tàn. Mộc Hàm chậm rãi nói. Sự hùng mạnh của hắn đến từ bối cảnh, cũng đến từ chính bản thân. Ý cô là thân thủ của hắn rất tốt sao? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, thật ra nếu sửa câu nói vừa rồi của Mộc Hàm lại một chút cũng sẽ rất thích hợp cho Hạ Thiên. Đó chính là sắc lang hung tàn. Có thể là như vậy. Mộc Hàm có chút mơ hồ. Chỉ mong chị đừng có cơ hội ra tay với hắn. Mộc Hàm nói xong câu đó thì rời khỏi phòng bếp, hình như nàng cũng có điều kiêng kỵ, cũng không muốn nói quá nhiều. Mộc Hàm đi vào phòng khách, bây giờ Yêu Yêu đang dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, hai tay vẫn chưa thể nhúc nhích. Vì vậy Mộc Hàm chợt hiểu ra, Hạ Thiên vẫn chưa chịu chữa cho Yêu Yêu. Chị Hàm, em đổi ý. Em không muốn làm vợ bé cho sắc lang này nữa. Yêu Yêu nói bằng giọng tức giận. Nào có người nào ngược đã vợ bé như vậy. Nếu em muốn đổi ý thì cả đời này đừng hòng động tay. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, anh đang uy hiếp tôi sao? Yêu Yêu rất mất hứng. Anh đang uy hiếp em đấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hu hu hu, em phản đối, em rõ ràng là người vợ khốn khổ, không đúng, phải là người thiếp khốn khổ. Yêu Yêu bất mãn nói. Hạ Thiên không quan tâm, hắn không cần kỹ nữ khốn khổ là được. Đối với một tên khốn dầu muối không thể trộn vào như Hạ Thiên thì Yêu Yêu cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp nhận sự thật cả tối không được động tay. Nửa giờ sau Lãnh Băng Băng làm xong bữa tối, nàng bưng lên bàn mời mọi người dùng cơm. Chồng, 3 giờ em không thể ăn cơm, anh chữa cho em để ăn cơm được không? Khi thấy đồ ăn trên bàn thì ánh mắt Yêu Yêu xoay chuyển. Nàng bắt đầu nũng nịu. Không sao, em giúp cho em. Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy Yêu Yêu, sau đó nhấc nàng đặt lên ghế, hắn cũng ngồi xuống,
sau đó gắp một miếng thịt đưa vào miệng nàng. Vợ ngoan, ăn đi em. Ừ. Yêu Yêu cắn miếng thịt một cách cực kỳ bi phẫn, nàng dùng sức nuốt xuống, giống như đang cắn nuốt Hạ Thiên. Trong mắt Yêu Yêu chợt lóe lên cái nhìn xảo quyệt. Chồng, em muốn ăn chân gà. Muốn ăn chân gà cũng không sao, vấn đề là trên bàn không có chân gà. À, ngày mai đi. Hạ Thiên cũng không ngu, hắn cũng không chạy đi mua chân gà cho nàng, chỉ dùng muỗng xúc cơm cho vào miệng. Yêu Yêu lại buồn bực, đại sắc lang này cũng rất khó lừa gạt. Buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, tài nghệ nấu nướng của Lãnh Băng Băng tương đối khá, ít nhất Hạ Thiên cũng rất hài lòng. Yêu Yêu cũng vì quá tức giận mà ăn hết hai chén cơm. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn, một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Hạ Thiên, tôi là Tô Tiểu Sán. Đầu bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Cậu đã nói, nếu tôi muốn giảm béo thì đến tìm cậu, có phải không? Chương 229. Đúng vậy, bây giờ anh muốn giảm béo sao? Hạ Thiên nhớ đến bộ dạng béo núc của Tô Tiểu Sán mà không khỏi có chút đồng tình, vì vậy có thể thấy Hạ Thiên cũng rất có cảm xúc. Đúng vậy, bây giờ tôi đến giảm béo được không? Giọng điệu của Tô Tiểu Sán có chút kỳ quái. Bây giờ tôi đến tìm cậu được chứ? Được, anh đến đi, tôi đang ở khu cảnh nguyện. Hạ Thiên lập tức đồng ý, tuy hắn không muốn quấy rầy mình và vợ, nhưng đã đồng ý là không được nuốt lời. Hắn đã nói nếu Tô Tiểu Sán muốn giảm béo thì có thể đến tìm, bây giờ đối phương muốn, tất nhiên phải cho đến. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Lãnh Băng Băng cau mày. Cậu cho ai đến đây vậy? Tô Tiểu Sán, tên mập kia muốn giảm béo, tôi cảm thấy anh ta béo đến mức đáng thương, vì vậy mới cho đến đây. Hạ Thiên có vẻ rất tùy ý, hắn hoàn toàn không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Em cũng rất đáng thương, sao anh không giúp em? Yêu Yêu quệt mồn lên vai rồi phàn nàn. Nếu em béo như Tô Tiểu Sán thì anh sẽ giúp em giảm béo. Hạ Thiên nhìn Yêu Yêu rồi cười hì hì nói. Anh muốn em béo như tên kia sao? Yêu Yêu tức giận nhìn Hạ Thiên. Anh đúng là xấu xa, đám chủ em lớn lên sẽ như vậy. Rõ ràng Yêu Yêu cũng biết Tô Tiểu Sán, nếu không nàng sẽ không có phản ứng như vậy. Yêu Yêu, nếu không có gì thì đi ngủ đi, ngày mai tỉnh ngủ là tốt. Mộc Hàm bất đắc dĩ đành phải khuyên Yêu Yêu, nếu không đêm nay nha đầu này sẽ chẳng biết làm gì. Được rồi, em vào đi ngủ. Yêu Yêu lầm bầm, nàng nói xong thì đi lên lầu. Xem ra tối nay nàng định ngủ ở đây, nàng cũng không trưng cầu ý kiến xem Lãnh Băng Băng có phản đối hay không. Lãnh Băng Băng cũng không phản đối, nàng đưa hai người kia lên lầu. Tôi đưa mọi người lên phòng khách. Hạ Thiên rất hài lòng với sự sắp xếp này, tối nay hắn muốn ngủ với cảnh sát tỷ tỷ. Vì vậy Yêu Yêu và Mộc Hàm cũng chỉ phải ngủ trong phòng ngủ cho khách. Nếu hai nàng cùng ngủ chung với Lãnh Băng Băng thì thật ra hắn sẽ không chú ý, nhưng cảnh sát tỷ tỷ nhất định sẽ chú ý. Mộc Hàm cùng Yêu Yêu lên lầu, ngay sau đó Lãnh Băng Băng đi xuống phòng khách. Cậu có biết thân phận của hai người bọn họ không? Lãnh Băng Băng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên rồi hạ giọng. Mộc Hàm là người của Cục An ninh Quốc gia, Yêu Yêu cùng làm với Mộc Hàm, đúng rồi, Yêu Yêu là em gái họ của Thanh Thanh. Cảnh sát tỷ tỷ, em cũng nghe thấy chuyện của tên khốn Lý Minh Hiên, sau này em gặp hắn sẽ đánh cho một trận nên thân. Hạ Thiên trả lời. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, bây giờ nàng mới nhớ tên biến thái này có lỗ tai nghìn mét, nàng và Mộc Hàm nói chuyện trong phòng bếp đều lọt vào tai hắn. Vậy cậu còn biết tin gì về Mộc Hàm không? Lãnh Băng Băng hỏi. Không biết. Hạ Thiên quả thật không biết, mà hắn cũng không có hứng đi thăm dò. Cậu thì cái gì cũng không biết. Như vậy mà nhận người ta làm vợ sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Cậu có thể ngừng bản sắc sắc lang lại được không? Gặp người đẹp là ép người ta làm vợ bé sao? Yêu Yêu tiểu yêu tinh chủ động làm vợ tôi. Hạ Thiên cảm thấy vô tội, đêm nay không phải là hắn chủ động, nhưng Yêu Yêu là một cô gái xinh đẹp mà lại quá lợi hại, nàng tự động đưa đến cửa, hắn nào có lý do từ chối. Hắn nhớ rõ đại sư phụ đã từng nói, người đẹp đưa đến cửa, chỉ cần không phải là thằng ngu hoặc mất năng lực đàn ông thì đều phải nhận. Hắn không phải ngu, không phải mất năng lực, sao không nhận được? Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên bày ra biểu cảm vô tội thì rất muốn đánh, nhưng đáng tiếc là nàng lại không đánh. Nếu có ngày mình đánh thắng tên lưu manh này, mình nhất định phải dạy bo hắn một trận. Lãnh Băng Băng thầm thề, nhưng điều kiện này hình như có chút khó khăn, nàng có thể đánh thắng Hạ Thiên sao?
Lãnh Băng Băng nghĩ đến vấn đề đánh thắng Hạ Thiên thì đồng thời nhớ đến một sự kiện, nàng vội hỏi. Bí kíp võ công cậu chuẩn bị đưa cho Thanh Thanh đâu rồi? Đây. Hạ Thiên móc trong túi quần ra một quyển vở. Đưa cho tôi. Lãnh Băng Băng vươn tay giật lấy. Hạ Thiên có chút buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ muốn thì hắn nhất định sẽ cho, cần phải ra tay cướp đoạt sao? Cậu cứ ở đây chờ Tô Tiểu Sán, tôi lên lầu. Lãnh Băng Băng cầm sách, gái đánh người, đi lên lầu, nàng muốn xem xét để luyện tập, tuy nàng không quá mê võ như Thanh Thanh, nhưng vì đánh thắng Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình cần phải luyện, đây được gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Hạ Thiên không theo Lãnh Băng Băng lên lầu, vì lúc này chuông cửa vang lên. Hạ Thiên chạy ra mở cửa, ngay sau đó hắn cảm thấy kỳ quái, người này không phải là Tô Tiểu Sán, là một trong những người hắn biết mặt khi xuống núi đầu tiên, là Tô Tuấn Phong. Tô Tiểu Sán đâu? Hạ Thiên nhịn không được phải hỏi. Hạ Thiên, tôi ở đây. Sau lưng Tô Tuấn Phong vang lên một âm thanh, đúng là giọng điệu của Tô Tiểu Sán. Tô Tuấn Phong lui lại vài bước, hắn đi ra sau lưng Tô Tiểu Sán. Điều làm Hạ Thiên kinh ngạc là Tô Tiểu Sán đang ngồi xe lăn, mà Tô Tuấn Phong thì giúp hắn đẩy xe lăn. Anh béo đến mức không thể đi được từ khi nào. Hạ Thiên nghĩ mà không thể hiểu nổi, thoạt nhìn thì Tô Tiểu Sán hình như cũng không béo hơn so với lần trước. Hạ Thiên, không phải tôi béo đến mức không đi lại được. Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có chút tái nhợt, cũng có chút đau khổ. Chân trái của tôi đã bị đánh gãy. Chân bị gãy sao? Hạ Thiên ngồi xuống kiểm tra, hắn lầm bầm. Xương nát bấy, thằng nào ra tay hung ác như vậy? Trước tiên đi vào cái đã. Hạ Thiên đi ra đóng cửa lại, sau đó quay sang Tô Tiểu Sán. Anh tìm đến tôi không phải giảm béo sao? Chân anh bệnh viện không chữa hết được. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng bọn họ nói bị thương quá nặng, dù có thể làm cho chân trái đi được nhưng cũng không như trước kia, vì vậy tôi nghĩ đến cậu. Tất nhiên tôi cũng hy vọng giảm béo, chân của tôi bây giờ bị như vậy, dù chữa tốt cũng không được như trước, với trọng lượng nặng thế này sẽ khó thể đi lại được. Tô Tiểu Sán cũng không che giấu ý đồ chân thật của mình. Dù không được tận mắt nhìn thấy nhưng hắn biết y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, hắn đã được nghe qua miệng nhiều người. Bây giờ hắn không muốn bị thọt nên phải tìm đến Hạ Thiên. Hạ Thiên, Tiểu Sán sợ bệnh viện trị liệu sẽ có ảnh hưởng không tốt, vì vậy mới cố nén đau, không cho đám bác sĩ kia xử lý mà đến nơi này. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ thì kính xin xử lý nhanh chóng, Tô gia chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Tô Tuấn Phong có chút nôn nóng. Được rồi, thu phí 1 triệu. Lát nữa nhớ đưa tiền. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm đâm, hắn xắn ống quần của Tô Tiểu Sán lên rồi đâm xuống. Tô Tiểu Sán thở dài một hơi, sau đó không tự chủ được phải tán thưởng. Hạ Thiên, cậu không hổ là thần y, chỉ một châm là tôi hết đau ngay. Muốn hết đau thì rất dễ, muốn trị khỏi chân cũng có chút phiền toái. Hạ Thiên đột nhiên nhấc Tô Tiểu Sán ra khỏi xe lăn rồi đặt đên lên ghế salon. Nằm xuống. Tô Tuấn Phong thấy Hạ Thiên đơn giản nhấc Tô Tiểu Sán lên mà không khỏi sững sờ, người này quá mạnh, Tô Tiểu Sán hơn vài trăm cân chứ không ít. Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, khoảnh khắc khi hắn hít vào và thở ra thì khí chất chợt biến đổi, giống như biến đổi thành một người khác. Trên mặt hắn thu nạp nụ cười, mà quanh người hắn cũng có một luồng khí xoay chuyển. Chân của Tô Tiểu Sán cũng không đơn giản chỉ là gãy xương, bên trong có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ và có vài phần đã trở thành bột. Với y thuật bình thường muốn chữa tốt thì rất khó khăn, dù chữa tốt cũng không phải một sớm một chiều. Hạ Thiên không muốn mất nhiều thời gian nên quyết định dùng nghịch thiên đệ tam châm. Với công lực của Hạ Thiên lúc này thì sử dụng nghịch thiên đệ tam châm là không khó, nhưng sử dụng rất hao thể lực, hơn nữa càng về sau càng tiêu hao nhiều hơn, vì vậy hắn rất cẩn thận, hắn trở nên chăm chú hơn rất nhiều. Hạ Thiên khẽ nhắm mắt lại rồi đâm kim xuống, lúc này hắn đâm vào đùi của Tô Tiểu Sán. Vị trí đâm châm khác biệt với trước đó. A, à, Tô Tiểu Sán không tự chủ được phải phát ra một tiếng rên trầm thấp, xương đùi giống như bị rất nhiều châm đâm vào, có chút đau nhức, có hơi tê dại, cảm giác rất kỳ quái. Những cảm giác đau nhức và tê dại liên tục đan xen, thời gian dần trôi qua, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không biết đã qua bao lâu, Tô Tiểu Sán cuối cùng cảm thấy đau đớn dữ dội, ngay sau đó đau đớn biến mất, thay thế vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Tô Tuấn Phong nhìn Tô Tiểu Sán, vẻ mặt không khỏi căng thẳng. Trước nay hắn nghe nói yêu cầu chữa bệnh của Hạ Thiên rất kỳ quái, chữa cho Diệp Thiên Nam là lấy Diệp Mộng Oánh làm vợ, vì vậy mà trước đó hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ không chịu chữa cho Tô Tiểu Sán. Nhưng không ngờ Hạ Thiên đồng ý rất sảng khoái,
hơn nữa giá cả chỉ là 1 triệu. Đối với Tô gia thì đây không tính là điều kiện, chỉ cần chữa tốt chân cho Tô Tiểu Sán, đừng nói là 1 triệu, dù là 100 triệu cũng tình nguyện. Nhưng vì Hạ Thiên đồng ý quá sảng khoái mà Tô Tuấn Phong cảm thấy có chút không an lòng. Khi thấy Tô Tiểu Sán rên rỉ đau khổ thì Tô Tuấn Phong càng lo lắng, người này có phải ngại thiếu tiền mà cố ý hành người. Nhưng hắn ngại thiếu tiền thì cũng nên nói thẳng, cần gì phải làm như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng bị đá văng ra, một tên đàn ông anh Tuấn mang theo sát khí phóng đến. Hạ Thiên, ra đây cho tao. Tên đàn ông gầm lên tức giận, ngay sau đó hắn thấy Hạ Thiên đang chữa thương cho Tô Tiểu Sán, vì vậy hắn nhào đến. Dừng tay. Tô Tuấn Phong quát lên một tiếng, một cước phóng về phía đối phương. Tên đàn ông này cũng không quay đầu, chỉ hơi gạt tay, Tô Tuấn Phong bị đánh văng ra, mà tên đàn ông lại phóng về phía Hạ Thiên rồi đấm ra như chớp. Chương 230, thảm bại. Á! Tô Tuấn Phong ngã mạnh lên bàn trà rồi phát ra một tiếng lên thảm, đúng lúc này nắm đấm của tên đàn ông cũng chuẩn bị tiếp xúc thân mật với Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đột nhiên rút châm khỏi chân Tô Tiểu Sán, hắn cũng không quay đầu lại, tay trái siết chặt rồi tiếp nhận nắm đấm của tên đàn ông. Hai quyền chạm nhau phát ra tiếng nổ vang, Hạ Thiên liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi áp sát tường mới đứng vững. Tên đàn ông kia vẫn không chấn động, rõ ràng trong lúc giao thủ Hạ Thiên đã thua, hơn nữa có thể nói là thảm bại. Hạ Thiên, tao còn tưởng là mày lợi hại, thì ra cũng không gì hơn, đúng là không chịu nổi một đòn. Vẻ mặt tên đàn ông tràn đầy trào phúng, hắn quay đầu nhìn vài tên ngoài cửa. Tự hào, đây là cao thủ mà cậu nói sao? Đúng là làm cho người ta thất vọng. Tên đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Lý Minh Hiên, mà trước đó đám người Lâm Tử Hào cùng hắn uống rượu ở đêm giai nhân cũng xuất hiện trước cửa. Khi thấy Hạ Thiên bị một quyền của Lý Minh Hiên đánh bại thì Lâm Tử Hào có chút kinh ngạc, mà vẻ mặt Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt thì cực kỳ hả hê, thậm chí còn khoái cảm trả thù. Sau khi Tô Tiểu Sán rời khỏi đêm giai nhân thì luôn được Lý Minh Hiên theo dõi, sau đó biết được Tô Tiểu Sán đến nơi này. Hơn nữa Lý Minh Hiên còn biết được đây là nhà của Lãnh Băng Băng từ trong miệng của Lâm Tử Hào, Hạ Thiên cũng đang ở trong đây, vì vậy Lý Minh Hiên lập tức kéo người liên can đến chỗ này. Hắn không những muốn dạy bảo Hạ Thiên, còn muốn chiếm đạo người phụ nữ cực phẩm Lãnh Băng Băng. Cút hết ra ngoài cho tôi. Trên lầu truyền đến một tiếng quát lạnh, những động tĩnh vừa rồi đã làm kinh động Lãnh Băng Băng. Muốn anh ra cũng rất đơn giản, nhưng phải xem thằng đàn ông của em có bản lĩnh đó không. Lý Minh Hiên mỉm cười. Nhưng đáng tiếc, Lãnh Băng Băng tiểu thư, hình như em cũng sai rồi, tiểu tử Hạ Thiên này căn bản không có năng lực bảo vệ em, anh thấy hay là em theo anh đi. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả cút ra khỏi nhà mau. Lãnh Băng Băng nói những lời này thì trên tay đã có một khẩu súng. Nếu không tôi nổ súng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên ngu ngốc này cứ giao cho tôi giải quyết. Hạ Thiên đột nhiên nói, tuy vẻ mặt có chút tái nhợt, nhìn có vẻ rất suy yếu. Đây là tình cảnh mà Lãnh Băng Băng chưa từng gặp trên người hắn, dù là có vài lần hôn mê nhưng vẻ mặt hắn vẫn không kém như vậy. Lãnh Băng Băng đi xuống lầu, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, nàng dùng giọng ân cần hỏi. Cậu không sao đấy chứ? Không có gì, chẳng qua bị thằng ngu kia đánh lén mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn vừa thi triển nghịch thiên đệ tam châm, hao tổn mất 5 phần băng hỏa linh khí, hơn nữa còn phải vội vàng đối địch. Cuối cùng tung ra lực lượng còn chưa đến 2 phần 10. Vì như vậy mà kết quả là hắn thua dưới tay Lý Minh Hiên. Nhưng điều này cũng chứng minh Lý Minh Hiên mạnh hơn so với bất kỳ đối thủ nào của Hạ Thiên trước đó. Nếu là vào lúc bình thường thì muốn đối phó với một người như vậy tất nhiên sẽ rất dễ dàng. Nhưng bây giờ dựa vào lực lượng còn sót lại, Hạ Thiên chưa chắc là đối thủ của Lý Minh Hiên. Cao thủ chân chính, dù bị đánh lén cũng có thể đối phó kịp thời. Mày bị tao đánh lén, vì mày không đủ thực lực mà thôi. Lý Minh Hiên nói với vẻ mặt khinh thường. Hạ Thiên, mày phá hoại tiệc tối của Thanh Thanh, bây giờ tao sẽ tính sổ với mày về khoản nợ này. Lý Minh Hiên còn chưa nói xong thì chợt cảm thấy nguy hiểm, hắn vội vàng né sang một bên nhưng vẫn muộn. Hai tay hai chân hắn truyền đến cảm giác đau đớn, mấy cây châm đâm vào cơ thể của hắn. Mày dùng ám khí sao? Lý Minh Hiên giận dữ. Hạ Thiên đi về phía Lý Minh Hiên, hắn lười biếng nói. Cao thủ chân chính. Dù gặp phải ám khí cũng có thể đối phó được, mày bị ám khí đánh trúng, chỉ vì mày không đủ thực lực mà thôi. Lãnh Băng Băng nghe thấy như vậy thì chợt buồn cười, lưu manh này rõ ràng dùng đúng một câu vừa rồi của Lý Minh Hiên.
vẻ mặt đám người Lâm Tử Hào có chút khó coi, vừa rồi tưởng rằng Lý Minh Hiên có thể đánh bại Hạ Thiên, nào ngờ chỉ sau khoảnh khắc Lý Minh Hiên đã bị dính ám khí của Hạ Thiên, rõ ràng bây giờ Hạ Thiên lại thắng. Thằng ngu, chỉ dựa vào mày mà dám có ý với vợ tao sao? Có rất nhiều đứa có ý với vợ tao, nhưng đứa nào cũng có kết cục không tốt, không tin thì mày cứ hỏi hai thằng Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt. Hạ Thiên duỗi tay rồi thở dài. Tìm được vợ đẹp thì áp lực là rất lớn, mỗi ngày đều có người muốn đến cướp. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nhìn Lý Minh Hiên nói. Bây giờ tay chân hết hoạt động được rồi sao? Tao cứ để mày như vậy một buổi tối, mày cảm thấy thế nào? Mày nghĩ rằng tao không thể động sao? Lý Minh Hiên đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chút trào phúng. Mà hầu như cùng một khoảng thời gian, giọng nói của Mộc Hàm từ trên lầu truyền xuống. Chồng, chú ý! Mộc Hàm không hét lên thì không sao, nàng làm vậy thu hút sự chú ý của Hạ Thiên về phía bên trên, mà khoảnh khắc này Lý Minh Hiên đột nhiên vận động tay chân phát động thế tấn công dữ dội về phía Hạ Thiên. Hai đấm được tung ra, hai đá phóng đến, chỉ trong vài giây Lý Minh Hiên đã tung ra hơn 10 đấm và 7-8 đá. Phụt! Hạ Thiên tiếp nhận hơn 10 đấm trong nháy mắt, sau đó bị đá văng phun lên trong không trung một ngụm máu, cuối cùng thân thể đập lên tường rồi chậm rãi trượt xuống. Hạ Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đặt lệch vị trí, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau và miễn cưỡng đỡ vách tường đứng lên. Hắn nhìn Lý Minh Hiên đứng cách đó không xa mà cực kỳ phẫn nộ, đúng là chủ quan, thật sự sơ suất. Trước nay hắn luôn có lòng tin vào y thuật của mình, vì vậy hắn cho rằng mấy cây ngân châm cũng đủ làm cho Lý Minh Hiên mất đi sức chiến đấu. Cũng vì niềm tin hùng mạnh như vậy mà hắn tiếp nhận đầy đủ đòn tấn công của Lý Minh Hiên. Lực lượng của Lý Minh Hiên rất mạnh. Nếu không phải Hạ Thiên có băng hỏa linh khí chủ động chống đỡ lực lượng của đối thủ, sợ rằng chỉ với vài đấm vừa rồi đã làm hắn rơi vào tình cảnh chí mạng. Rõ ràng Lý Minh Hiên không muốn chừa mạng sống cho Hạ Thiên, chủ tâm của đối phương là ép hắn vào chỗ chết. Lãnh băng băng, nếu bây giờ em tình nguyện theo anh, như vậy anh sẽ cho tiểu tử này một mạng. Lý Minh Hiên lại siết chặt nắm đấm, bộ dạng chuẩn bị phát động thế tấn công. Đùng! Lãnh băng băng đột nhiên bóp cò không chút do dự. Vẻ mặt Lý Minh Hiên chợt biến đổi, hắn lộn một vòng tránh qua viên đạn, ngay sau đó phóng về phía Lãnh Băng Băng như mãnh hổ xuống núi. Đùng! Lại một tiếng súng vang lên. Lý Minh Hiên đang bổ nhào về phía Lãnh Băng Băng lại phải lui về phía sau, lần này người nổ súng cũng không phải là Lãnh Băng Băng, đó là Mộc Hàm. Lý Minh Hiên, có chừng mực thôi. Mộc Hàm xách khẩu súng màu trắng chĩa vào người Lý Minh Hiên. Mộc Hàm, tôi không sợ cô. Lý Minh Hiên dùng ánh mắt căm tức nhìn người đẹp tóc vàng trên lầu. Lý Minh Hiên, tôi cũng không sợ anh. Mộc Hàm thản nhiên nói. Anh đã thương người, uy phong cũng đủ rồi, tốt nhất nên biết điều mà lui ra. Mộc Hàm, cô vì tiểu tử này mà đối địch với tôi sao? Lý Minh Hiên rất tức giận. Cô cho rằng một cây súng có thể giết tôi được sao? Một khẩu súng không đủ, nhưng anh đừng quên, bây giờ hai chúng tôi có hai khẩu súng. Mộc Hàm thản nhiên nói. Anh cảm thấy mình có thoát được sao? Tốt, rất tốt, muốn so xem ai nhiều súng hơn sao? Lý Minh Hiên đột nhiên giống lên. Vào đây cho tôi. Ngoài cửa đột nhiên có bốn người xông vào, tên nào cũng vũ trang đầy đủ, toàn thân mặc quần áo căng cứng, ngay cả mặt cũng được che lại, không thấy rõ dung mạo. Đám người này cầm súng ngắn trong tay, họng súng chĩa vào Mộc Hàm và Lãnh Băng Băng, 4-2. Rõ ràng lần này Lý Minh Hiên lại chiếm thượng phong. Lý Minh Hiên, anh dám điều động người huyền tổ chỉ vì tranh giành một người phụ nữ sao? Mộc Hàm có vẻ rất tức giận. Anh đang lạm dụng tài nguyên quốc gia. Bọn họ là thủ hạ của tôi, tất nhiên phải làm việc cho tôi. Lý Minh Hiên cười nhạt một tiếng. Mộc Hàm, bây giờ cô phải quan tâm đến chuyện này sao? Vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi, người khác không biết thực lực của huyền tổ, nhưng nàng biết rất rõ. Nàng biết trong số bốn người kia, dù là người nào cũng có thể đánh bại mình, nếu muốn liều mạng thì nàng tuyệt đối khó thắng. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt uể oải mà trong lòng thầm thở dài, cuối cùng nàng thu súng. Nàng làm vợ bé cho đối phương, nàng có hành động như vừa rồi đã coi như hết lòng quan tâm rồi. Lãnh băng băng, còn em? Lý Minh Hiên rất hài lòng vì sự lựa chọn của Mộc Hàm, ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển về phía Lãnh băng băng. Lúc này Lãnh Băng Băng vẫn chĩa súng vào hắn, cũng không vì sự xuất hiện của bốn tay súng mà lùi bước. Các người có thể nổ súng nhưng tôi cũng có thể nổ súng, tôi tin một súng của tôi cũng có thể bắn chết một người.
Lãnh băng băng cắn răng nói, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Rất tốt, anh thích phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Lý Minh Hiên vỗ tay, ngay sau đó hắn một tiếng súng rất nhỏ vang lên, Lãnh băng băng cảm thấy thân thể tê dần rồi chậm rãi ngã xuống. Đưa cô ấy đi. Lý Minh Hiên khẽ nói một câu, bốn tên cầm súng đã phóng về phía Lãnh băng băng, chúng khom lưng muốn ôm lấy nàng. Không được động vào vợ tao. Một âm thanh bất mãn vang lên, đám người kia cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó Lãnh băng băng chợt biến mất trong tầm mắt. Khoảnh khắc sau đám người phát hiện Lãnh băng băng nằm trong lòng Hạ Thiên. Giết chết thằng kia cho tao. Lý Minh Hiên gầm lên giận dữ, hắn không ngờ Hạ Thiên còn có thể nhanh tay như vậy. Rầm 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 rầm. Tiếng súng lục vang lên, đám người này cũng không sợ bắn trúng Lãnh băng băng trong lòng Hạ Thiên, nguyên nhân rất đơn giản. Súng trong tay chỉ là súng gây mê, dù bắn chúng Lãnh băng băng cũng không chết người. Hạ Thiên đạp phiêu miểu bộ ôm Lãnh băng băng hóa thành một bóng người nhạt nhạt, sau đó hắn hét lên lầu. Vợ, đưa súng cho tôi. Mộc Hàm có chút sững sờ nhưng vẫn ném khẩu súng màu trắng xuống, Hạ Thiên phóng lên không chụp lấy súng, sau đó lại lượn một vòng trên không, bốn tiếng súng vang lên, bốn viên đạn phóng ra. Chương 231, phản kích. Những tiếng kêu thảm thiết hầu như vang lên cùng lúc, bốn tay súng đều ngã xuống, trên mi tâm là một viên đạn, một súng mất mạng. Hạ Thiên ôm Lãnh băng băng nhẹ nhàng rơi xuống, hắn lấy châm điểm lên người nàng. Ngay sau đó nàng ư lên một tiếng và mở to mắt rồi thanh tỉnh trở lại, khi thấy bốn thi thể trên mặt đất thì chợt sững sờ. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi dậy bảo thằng ngu kia một chút. Hạ Thiên buông Lãnh băng băng ra. Sau đó hắn đánh về phía Lý Minh Hiên như chia chớp. Mày dám giết bọn họ sao? Lý Minh Hiên đột nhiên nổi giận, khi thấy Hạ Thiên phóng đến thì hắn không lùi bước, ngược lại còn nghênh đón. Những nắm đấm liên tục tung ra, bộ dạng hận không thể đánh Hạ Thiên thành thịt vụn. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không trốn, sau hai lần thua cuộc dưới đòn tấn công của Lý Minh Hiên, chính hắn cũng không thể nào tiếp nhận sự sỉ nhục, bây giờ hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Lý Minh Hiên mỗi lần đấm ra thì hắn cũng nghênh đón. Khoảnh khắc sau có hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai người liên tục đấm ra hơn 10 quyền. Quyền thứ nhất hai người lực ngang nhau, mà sau mỗi quyền thì lực lượng của Lý Minh Hiên lại giảm xuống một chút. Nhưng tình huống của Hạ Thiên lại hoàn toàn khác biệt, mỗi lần đánh ra một quyền hắn lại tăng thêm chút lực, khi quyền cuối cùng phóng ra thì hắn đã dùng toàn bộ sức lực, đồng thời còn gầm lên tức giận. Thằng ngu, chết đi! Hạ Thiên đấm ra một quyền nén giận, hắn không giữ lại lực lượng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Lý Minh Hiên hét lên thảm thiết rồi văng ra phái sau ngã nặng nề lên sân biệt thự. Minh Hiên! Lâm Tử Hào chợt kinh hoàng, hắn vội vàng chạy ra, mà Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt cũng vội vàng chạy ra. Nhưng tốc độ của đám người này không bằng Hạ Thiên. Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy hoa mắt, Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh Lý Minh Hiên, hắn giẫm chân xuống tay Lý Minh Hiên. Rắc! Người nào cũng nghe được tiếng xương vỡ nát. Lý Minh Hiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên, con bà nó, mày dám ra tay như vậy với tao? Á! Lý Minh Hiên còn muốn uy hiếp Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên lại giẫm xuống tay còn lại, tiếng xương vỡ lại vang lên, người nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, thằng khốn Hạ Thiên này quá mức hung ác. Thằng ngu, dám có ý cướp vợ tao, tao phải đoạn ngũ chi của mày, sau đó cho mày chết. Hạ Thiên lại nhấc chân, lần này hắn giẫm lên đầu gối của Lý Minh Hiên. Khi nghe được tiếng xương vỡ vụn thì đám người Lâm Tử Hào cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, Lý Minh Hiên đã xong, dù không chết thì nửa đời sau cũng là phế nhân. Nhưng Hạ Thiên vẫn chưa chấm dứt, tên khốn Lý Minh Hiên này dám thừa lúc hắn đang chữa bệnh mà ra tay đánh lén, sau đó lại lợi dụng cấu tạo thân thể không giống người thường làm ngân châm mất đi tác dụng mà đánh lén hắn lần thứ hai, thiếu chút nữa làm hắn xong đời. Tất cả làm Hạ Thiên gặp phải nhục nhã chưa từng có. Mà điều làm hắn khó tiếp nhận chính là tên khốn Lý Minh Hiên còn bắn thuốc mê cảnh sát tỷ tỷ, muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên, tao sẽ không bỏ qua cho mày, kết quả của mày còn thảm bại hơn cả tao. Á! Lý Minh Hiên vẫn mạnh miệng, nhưng khi nói xong thì bị Hạ Thiên giẫm vỡ chân còn lại, điều này làm hắn khó thể chịu được cơn đau và phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ tao sẽ giẫm vào chi thứ năm của mày, cho mày làm thái giám. Hạ Thiên nhấc chân lên giẫm vào hạ bộ Lý Minh Hiên. Dừng tay. Một tiếng thét vang lên. Đáng tiếc đối với Hạ Thiên thì tiếng thét kia không có tác dụng, bàn chân của hắn vẫn dẫm xuống cây cột của Lý Minh Hiên. Á! Lý Minh Hiên phát ra tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó không thể chịu nổi đả kích thân thể và tinh thần mà rơi vào hôn mê.
nói anh dừng tay, không nghe thấy sao? Một âm thanh trong trẻo của phụ nữ vang lên, kèm theo đó là chút tức giận. Hạ Thiên cảm thấy bóng người lóe lên, trước mặt chợt xuất hiện một cô gái toàn thân được bao phủ trong bộ đồ da đen kịt. Dù bây giờ là buổi tối nhưng nàng vẫn đeo một cặp kính râm rất lớn, bộ mặt che kín làm người ta không thấy rõ diện mạo. Hai tay hai chân của nàng cũng được che kín trong quần áo, dưới mùa hè nóng bức thế này, nàng ăn mặc như vậy làm người ta sinh ra cảm giác quỷ dị. Nhưng áo quần bó sát người cũng có chỗ tốt, núi đồi và đường cong hoàn mỹ phô hết ra ngoài. Vừa rồi tôi có ra tay sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ quỷ dị. Tôi chỉ ra chân thôi, cô bảo tôi dừng tay, nào có nói dừng chân. Hơn nữa dù cô bảo tôi dừng chân, tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cô? Tôi với cô không quen không biết, mà cô cũng không phải vợ tôi. Tôi nói anh dừng tay vì muốn tốt mà thôi, bây giờ anh đã tạo ra đại họa. Cô gái mặc quần áo đen nói bằng giọng lạnh lùng. Bây giờ anh định làm thế nào? Bây giờ sao? Trước tiên đánh cho mấy thằng ngu kia một trận, sau đó về phòng ngủ, đơn giản vậy thôi. Hạ Thiên ra vẻ rất tùy ý. Cô gái mặc đồ đen vẫn nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng nói. Đầu óc có vấn đề à? Cô mới có vấn đề. Hạ Thiên rất bất mãn. Trời nóng thế này mà mặc đồ như vậy, sợ người khác nhìn thấy da của mình sao? Không phải đầu óc có vấn đề à? Anh! Cô gái mặc đồ đen có chút tức giận, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo lại. Hạ Thiên, nếu anh nghĩ đêm nay có thể ngủ yên thì nên nghe theo sắp xếp của tôi. Cô muốn sắp xếp thế nào? Một âm thanh chợt vang lên, Mộc Hàm không biết đã xuất hiện trong sân từ lúc nào. Là cô. Giọng nói của cô gái mặc đồ đen có chút kinh ngạc. Là tôi. Mộc Hàm gật đầu, rõ ràng hai người này có quen biết. Cô có quan hệ gì với Hạ Thiên này? Cô gái đồ đen nói. Chị ấy là vợ tôi. Hạ Thiên xen vào một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ, cô này là ai? Sao cô không cản hắn mà để cho sự việc phát sinh như vậy? Cô gái đồ đen nhìn Mộc Hàm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Lý Minh Hiên mang theo bốn người huyền tổ chĩa súng vào người tôi có thể cản được sao? Mộc Hàm có chút mất hứng. Mị Nhi, tôi cũng nói cho cô biết, giữa chúng ta không có quan hệ lệ thuộc, cô không quản lý tốt thuộc hạ của mình, có tư cách gì dạy bảo tôi? Người huyền tổ, cô gái Mị Nhi lạnh lùng hỏi. Đều chết ở bên trong. Mộc Hàm chỉ vào trong phòng. Mị Nhi lóe lên rồi biến mất, một giây sau nàng xuất hiện bên ngoài nhìn Hạ Thiên. Anh giết họ sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dám giết cũng dám thừa nhận. Ai chỉ thuật bắn súng cho anh? Mị Nhi lại hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là sư phụ tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Sao cô cứ hỏi không ngớt như vậy? Tôi rất bận. Mị Nhi nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Vợ, cô ấy nhìn tôi như vậy làm gì? Tuy anh rất tuấn tú, nhưng cũng không cần háo sắc như vậy. Hạ Thiên hỏi Mộc Hàm. Mộc Hàm dở khóc dở cười, sắc lang này đúng là không biết sống chết, ngay cả người phụ nữ kia cũng đùa giỡn được, rốt cuộc có biết đây là người nào không? Hạ Thiên, anh tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục trạng thái thân thể của mình, tôi biết anh hiểu rõ. Mị Nhi đột nhiên mở miệng nói. Còn Lý Minh Hiên và những người khác tôi sẽ xử lý, anh không cần lo, ít nhất tối nay anh cũng có thể ngủ ngon giấc, tôi đảm bảo không ai quấy rầy anh. Mộc Hàm nghe được những lời này mà chợt sững sờ, chẳng lẽ Vạn Tuế nở hoa? Mị Nhi thích sắc lang rồi sao? Nếu không vì sao cô ta lại nói chuyện êm đẹp như vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, sau đó hắn quay lại phòng khách. Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ thôi. Hạ Thiên ôm lấy vai Lãnh Băng Băng, hắn ghé sát tai nàng nói một câu. Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Lãnh Băng Băng vốn cho rằng Hạ Thiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Nhưng nàng nghe xong lời nói của hắn mà cảm thấy tình huống không đúng. Nàng cũng không chần chừ mà đỡ hắn lên lầu, sau đó vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Tôi muốn tìm từ Tô Tiểu Sán chút tiền, thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Hạ Thiên lầm bầm nói, ngay sau đó ngã xuống giường của Lãnh Băng Băng như bóng xì hơi. Cậu làm sao vậy? Lãnh Băng Băng vội hỏi. Không có gì, chỉ là thể lực tiêu hao hết. Hạ Thiên có vẻ rất mỏi mệt. Hôm nay tôi chủ quan. Để cho tên Lý Minh Hiên đánh lén hai lần, hơn nữa tên khốn kia cũng mạnh hơn tôi tưởng. Bây giờ phải làm sao? Lãnh Băng Băng có chút lo lắng. Hay gọi người đến hỗ trợ? Không được,
đợi đến khi chị Mộng đến đây thì tôi cũng khôi phục được rồi. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, để tôi ôm ngủ một giấc nhé. Cậu! Lãnh Băng Băng rất tức giận, bây giờ là lúc nào, lưu manh này còn muốn đùa giỡn mình. Hạ Thiên lúc này đã giang hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lãnh Băng Băng, sau đó kéo nàng vào lòng. Lãnh Băng Băng đang muốn vùng vẫy thì chưa phát hiện Hạ Thiên đã ngủ trong nháy mắt. Lãnh Băng Băng nhớ về tình cảnh phát sinh, lại nhìn người đàn ông ôm mình, nàng không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn, tâm tình cũng lập tức trở nên phức tạp. Lãnh Băng Băng phát hiện lòng mình rất loạn, tình cảnh phát sinh làm nàng khó chấn định. Nhưng bây giờ người đàn ông này ôm nàng vào lòng, nàng rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác an tâm. Lúc này nàng mới biết, dù mình có bất mãn với hắn thế nào nhưng trong lòng cũng có một cảm giác tín nhiệm. Mà người đàn ông này cũng tín nhiệm Lãnh Băng Băng vào lúc nguy hiểm, bây giờ nếu nàng muốn giết hắn thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một loại tín nhiệm tính mạng thế này làm nàng sinh ra cảm giác khác biệt. Lãnh Băng Băng thở phào một hơi, nàng cũng không hề dãy giụa, nàng cùng nằm xuống như vậy với Hạ Thiên, lặng lặng nằm trong lòng hắn, ngay sau đó chìm vào giấc mộng đẹp. Chương 232, nhiệm vụ mới của Mộc Hàm. Khi Lãnh Băng Băng tỉnh lại thì đã là sáng sớm. Hạ Thiên vẫn còn đang ngủ say. Nhưng nàng cũng phát hiện vẻ mặt của Hạ Thiên khá hơn tối qua rất nhiều, rõ ràng sau một buổi tối thì hắn đã khôi phục lại khá nhiều. Lãnh Băng Băng khẽ rời khỏi vòng tay của Hạ Thiên, sau khi rời khỏi ngực hắn thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Nàng vô thức đảo mắt xuống phòng khách, nàng phát hiện phòng khách vẫn như thường giống như tối qua không phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Nàng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ tối qua mình nằm mơ? Nhưng ngay sau đó Lãnh Băng Băng nhìn thấy mấy viên gạch bị bắn nát, nàng cũng nhanh chóng xác định những sự việc phát sinh tối qua là sự thật, cũng không phải mình nằm mơ. Nhưng tối qua phát sinh quá nhiều chuyện lớn, nhưng cả buổi cũng không ai tìm đến gây phiền toái, điều này làm nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khi cô gái Mị Nhi xuất hiện thì Lãnh Băng Băng cũng ra ngoài xem tình hình, mà đoạn đối thoại giữa Mị Nhi và Mộc Hàm cũng được nàng nghe thấy rõ ràng. Bây giờ nàng rất tò mò về thân phận của cô gái Mị Nhi mặc đồ đen. Rốt cuộc đối phương là ai? Sao có thể che giấu sự việc một cách đơn giản như vậy? Còn nữa, tối qua Hạ Thiên giết chết 4 người, đó là người của Huyền Tổ, vậy Huyền Tổ là tổ chức gì? Lãnh Băng Băng phát hiện ra những bí mật xung quanh người Hạ Thiên ngày càng nhiều, những chuyện nàng cảm thấy không liên quan và những người không có quan hệ lại dần quấn quanh người Hạ Thiên, giống như khó thể không bị cuốn vào trong sinh hoạt của Hạ Thiên. Cửa phòng ngủ dành cho khách chợt mở ra, Mộc Hàm và Yêu Yêu từ bên trong đi ra. Có thể thấy tối qua hai người này không ngủ ngon, Mộc Hàm ngáp dài, Yêu Yêu thì hai mắt có quầng thâm lớn. Điều này, chị Băng Băng, chồng sắc lang của chị chưa thức dậy sao? Yêu Yêu thấy Lãnh Băng Băng thì vội hỏi ngay, hai tay của nàng vẫn buông thõng, rõ ràng vẫn còn như cũ, cũng trách không được nàng phải hỏi về tình hình của Hạ Thiên. Cậu ấy còn đang ngủ, đừng quấy rầy. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, trong lòng nàng vẫn có định ý với hai người này. Tuy các nàng vẫn là vợ nhỏ trên danh nghĩa của Lưu Manh, nhưng nàng thấy hai người này chỉ là cửa miệng nói như vậy mà thôi, sẽ không từ mà biệt. Mộc Hàm tối qua đã phải buông súng dưới áp lực của Lý Minh Hiên, mà Yêu Yêu thì từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, có thể từ vấn đề này mà thấy hai người không quá quan tâm tới Hạ Thiên. Không thể nào, anh ta còn ngủ sao? Tối qua hai người người không làm việc ít đi được à? Lời nói của Yêu Yêu rất kinh người. Lãnh Băng Băng đỏ mặt, nàng có chút xấu hổ. Em nói bậy gì vậy, tối qua cậu ta bị thương, bây giờ còn chưa khỏe, dù tỉnh cũng chưa chắc chữa được cho em. Sao, anh ta bị thương, không phải anh ta đánh thắng anh Minh Hiên sao? Yêu Yêu rất buồn bực. Em nghe nói anh Minh Hiên đã là phế vật và thái giám, sao đại sắc lang cũng bị thương? Nghe em nói có vẻ quan hệ rất tốt với Lý Minh Hiên, mở miệng là anh Minh Hiên. Lãnh Băng Băng hừ khẽ một tiếng, nàng căm thù đến tận xương tủy với Lý Minh Hiên. À. Chỉ là thói quen, thật ra em cũng không thích tên kia, quá háo sắc, mỗi lần nhìn thấy chị Hàm thì ánh mắt đều rất đáng ghét. Yêu Yêu có chút tức giận. Tóm lại Hạ Thiên bây giờ còn đang ngủ, em chờ chút đi. Lãnh Băng Băng nói xong thì đi xuống lầu, ngay sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Mà Mộc Hàm cũng tiến vào. Cậu ấy bị thương có nặng không? Mộc Hàm mở miệng hỏi, rõ ràng đang hỏi về Hạ Thiên. Dù sao cũng không chết. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng thật ra cũng không biết tình hình của Hạ Thiên là thế nào, vì nàng cũng không thấy rõ hắn bị thương ra sao. Người Lý gia có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt,
đồng thời điều này cũng làm cho lực chiến đấu của bọn họ hơn hẳn người thường. Đến lúc chiến đấu sinh tử, vì cấu tạo sinh lý đặc thù nên chỉ cần đối thủ có sơ hở thì bọn họ sẽ lợi dụng và chuyển bại thành thắng, sẽ đánh chết đối phương. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Sau này nếu chị gặp phải người Lý gia thì cần phải cẩn thận, Lý gia cũng không phải chỉ có Lý Minh Hiên, mà Lý Minh Hiên cũng không phải người giỏi nhất của Lý gia, chẳng qua hắn chỉ là kẻ hung tàn và háo sắc nhất mà thôi. Lý Minh Hiên dù có lợi hại hơn cũng không phải đối thủ của Hạ Thiên. Trong giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo chút trào phúng. Cô cần phải có lòng tin với người đàn ông của mình. Hạ Thiên, ôi, cậu ấy đã mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi cũng không ngờ Mị Nhi người thiên tổ lại che chở cho cậu ấy. Tối qua xảy ra chuyện lớn mà Mị Nhi lại tình nguyện giải quyết. Nụ cười trên mặt Mộc Hàm có hương vị khó hiểu. Nhưng càng kỳ quái là cậu ấy không biết Mị Nhi, mà Mị Nhi cũng không chịu nói cho tôi biết, Hạ Thiên rốt cuộc có quan hệ gì với người thiên tổ. Thiên tổ là thứ gì? Còn nữa, huyền tổ là gì? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chị không biết sao? Mộc Hàm nhìn Lãnh Băng Băng. Nói như vậy cậu ấy chưa nói cho chị biết sao? Nếu cô nghĩ tôi biết thì sợ rằng thất vọng rồi, những gì tôi biết về cậu ấy cũng chưa chắc nhiều hơn cô. Lãnh Băng Băng nói bằng giọng trào phúng. Chẳng lẽ cậu ấy cũng không biết, nếu không thì sao cậu ta không chút lo lắng? Mộc Hàm thì thào. Người không biết không sợ, kẻ mạnh cũng không sợ, dù cậu ta không biết chuyện đời nhưng cũng biết chút ít, chẳng lẽ cậu ta thật sự là vô địch? Cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy. Lãnh Băng Băng nói, Hạ Thiên thường xuyên nói mình là đệ nhất thiên hạ đấy thôi. Thôi được, tôi cũng mặc kệ, thật ra đây cũng là những gì tôi không xen vào được. Dù là thiên tổ hay Lý gia cũng không phải những gì tôi có thể xen vào. Mộc Hàm lắc đầu. Chuyện tối qua, vì có thiên tổ nhúng tay nên có thể thoát khỏi phiền phức từ phía chính phủ, nhưng Lý gia nhất định sẽ trả thù, vì vậy mọi người nên cẩn thận một chút. Này, chồng, chồng ơi, anh thức dậy rồi à? Trong phòng khách đột nhiên vang lên những âm thanh rất khoa trương, là giọng điệu của nha đầu Yêu Yêu. Lãnh Băng Băng và Mộc Hàm không tự giác được phải đi ra phòng bếp. Chỉ thấy Hạ Thiên đang xuống lầu, nhìn qua thấy tinh thần tương đối khá. Chào buổi sáng vợ cảnh sát tỷ tỷ, chào buổi sáng vợ chị Hàm, chào buổi sáng vợ tiểu yêu tinh. Hạ Thiên cười hì hì chào ba người phụ nữ, nhưng cách xưng hô của hắn rất rối loạn làm cho ba người phụ nữ không biết phải nói gì, người này không bình thường một chút được sao? Chồng, chồng à, giúp em chữa tay đi. Yêu Yêu vội vàng chạy đến nói, vẻ mặt nàng rất nịnh hót. Cả đêm nàng không thể động tay, thiếu chút nữa tức chết. Bây giờ đã biết rõ kết cục khi hack máy tính của anh chưa? Yêu Yêu dùng giọng lười biếng nói với Yêu Yêu. Biết rồi. Yêu Yêu vội vàng trả lời, nàng có thể không biết sao? Đây rõ ràng là thể nghiêm khắc cốt ghi tâm. Sau này anh bảo em hack ai thì phải làm theo, có biết chưa? Hạ Thiên lại hỏi. Biết, dù anh bảo em hack chị Hàm thì cũng được. Yêu Yêu lập tức tỏ thái độ. Được rồi, nhìn thấy thái độ của em rất tốt, anh sẽ chữa cho em. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, chồng tốt quá, yêu chết được. Yêu Yêu cực kỳ hưng phấn. Nhưng Hạ Thiên lập tức dội cho nàng một gáo nước lạnh. Anh đói rồi, chút nữa ăn sáng xong rồi chữa. Hu hu hu, chồng, anh nên chữa tốt cho em sẽ làm bữa sáng cho anh. Yêu Yêu năn nỉ. Hạ Thiên nhìn Yêu Yêu với vẻ mặt hoài nghi. Em biết làm cơm sáng sao? Em không biết nhưng có thể học, chị Hàm biết, em có thể học chị Hàm. Yêu Yêu vội vàng nói, nàng tất nhiên là không biết nấu cơm. Tôi đi làm bữa sáng, mọi người chờ một lát. Lãnh Băng Băng xen vào một câu, sau đó nàng xoay người đi vào phòng bếp. Hạ Thiên đứng dậy cảm thán. Vẫn là cảnh sát tỷ tỷ rất tốt, biết làm bếp. Yêu Yêu liếc mắt trong lòng không ngừng chửi mắng Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không dám nói ra, nàng đã chờ cả tối. Bây giờ chờ một lát nữa cũng không sao. Nhưng thời gian lại trôi qua nửa giờ, Yêu Yêu không muốn ăn cơm nhìn Hạ Thiên ăn 10 trái trứng luộc, trong lòng không khỏi oán giận. Cũng may Hạ Thiên là đàn ông giữ chữ tín, hắn ăn sáng xong thì lấy ngâm châm đâm vài cái lên tay Yêu Yêu. Ngay sau đó Yêu Yêu đã trở nên hưng phấn giống như hai tay vừa quay về trên người. À, em phải đi hack bộ quốc phòng Mỹ. Yêu Yêu kêu to vài tiếng rồi chạy lên lầu. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng phải theo sau. Mộc Hàm đi vào phòng ngủ, Yêu Yêu đã mở máy tính, nàng nhảy qua nhảy lại vài lượt, sau đó bắt đầu hack máy người khác.
Mộc Hàm nhìn vũ đạo bàn tay hacker trên bàn phím của Yêu Yêu mà khẽ thở ra, nếu hai tay Yêu Yêu thật sự bị phế, không những Yêu Yêu không thể tiếp nhận, thậm chí còn có rất nhiều người không thể tiếp nhận. Đôi tay của Yêu Yêu chính là bảo vật vô giá. Điện thoại đột nhiên vang lên, Mộc Hàm lấy ra xem, vẻ mặt biến đổi. Số điện thoại gọi đến không được lưu vào máy nhưng đã sớm ở trong đầu nàng. Là tôi. Điện thoại được chuyển, bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. Cô phải đưa Yêu Yêu đến sân bay, đã có phi cơ đưa cô ấy về nhà. Bây giờ sao? Mộc Hàm có chút bất ngờ. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa? Dừng nhiệm vụ. Người đàn ông bên kia cắt đứt lời Mộc Hàm. Cô lập tức làm theo lệnh là được. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đưa Yêu Yêu đi ngay. Mộc Hàm cũng không hỏi lại. Không, cô chỉ cần đưa Yêu Yêu đến sân bay, Yêu Yêu trở về thủ đô, cô ở lại Giang Hải chấp hành một nhiệm vụ mới. Người đàn ông tiếp tục nói ra những lời nằm ngoài dự đoán của Mộc Hàm. Nhiệm vụ gì? Mộc Hàm có chút sững sốt, nàng không ngờ đối phương có nhiệm vụ gì giao cho một mình ở Giang Hải. Giết một người. Người đàn ông nói rất đơn giản. Không tiếc bất kỳ cái giá nào. Giết ai? Mộc Hàm chợt sinh ra dự cảm không ổn. Đầu dây bên kia vang lên hai chữ đơn giản. Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 233, không gì không biết. Tâm tình của Mộc Hàm không khỏi trầm xuống, khi đối phương nói nàng giết một người thì không khỏi nghĩ đến Hạ Thiên, mà bây giờ sự việc đã được chứng minh. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Mộc Hàm nhịn không được phải hỏi. Cô chỉ cần chấp hành. Giọng điệu của người đàn ông bên kia mất vui. Nhưng thiên tổ bên kia. Mộc Hàm muốn nói gì đó. Cũng vì vậy mà cô phải giết chết hắn. Người đàn ông lại tiếp tục cắt đứt lời Mộc Hàm. Đối với ông, Mộc Hàm có chút do dự. Người đàn ông lại cắt ngang lời Mộc Hàm, trong giọng nói có vài phần chất vấn. Cô đừng nói cho tôi biết, cô và hắn đùa giỡn giả thành thật, bây giờ là vợ của hắn rồi nhé. Không có chuyện này. Mộc Hàm vội vàng giải thích. Nhưng, chẳng lẽ không cho người khác ra tay sao? Tôi và cậu ta dù sao cũng là người quen. Mị Nhi thiên tổ luôn đi theo hắn, nếu người khác tiếp cận thì Mị Nhi không nghi ngờ sao? Người đàn ông bên kia kiên nhẫn giải thích. Cô thì khác, Mị Nhi nghĩ các người có quan hệ đặc biệt, các người có ở cùng một chỗ thì Mị Nhi cũng không nghi ngờ, vì vậy mới nói cô là nhân tuyển tốt nhất để ra tay. Nhưng võ công của cậu ấy rất cao, tôi căn bản không phải là đối thủ. Mộc Hàm còn nói thêm. Chính vì võ công của hắn quá cao, vì vậy cô mới phải giết hắn. Người đàn ông chậm rãi nói. Giết người có nhiều phương pháp, điều này không cần tôi phải dạy cô đấy chứ. Vẻ mặt Mộc Hàm có chút tái nhợt, nàng biết rõ ý nghĩa lời nói của người đàn ông. Nàng biết rõ mình không thể bắn chết Hạ Thiên, nhưng nàng còn có vũ khí mạnh mẽ khác, đó chính là sắc đẹp của mình, thân thể của mình. Đối với một người phụ nữ thì thân thể mới là vũ khí lợi hại nhất, dù là nàng cũng không ngoại lệ. Ông muốn tôi dùng thủ đoạn sao? Giọng nói của Mộc Hàm có chút run rẩy. Cô sai rồi, tôi không chỉ định cô dùng phương pháp nào, tôi chỉ cần kết quả, chỉ cần hắn chết là được. Còn cô dùng thủ đoạn gì, đối với tôi là không quan trọng. Người đàn ông thản nhiên nói. Tôi cho cô 3 ngày, nhanh chóng ra tay. Người đàn ông nói xong thì cúp điện thoại, Mộc Hàm nghe những âm thanh tút tút mà ngây người một lúc lâu, cơ thể không động đậy. Hạ Thiên ngồi trên ghế salon dưới phòng khách, hắn khẽ nhắm mắt giống như đang dưỡng thần. Tôi muốn đến cục cảnh sát. Lãnh Băng Băng nhịn không được phải nói một câu, người này còn chưa chịu đi, chẳng lẽ coi đây là nhà rồi sao? À, tôi đưa chị đi. Hạ Thiên mở to mắt nói. Cậu cũng đừng quấy rối. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Đúng lúc này Mộc Hàm và Yêu Yêu xuống lầu, Yêu Yêu còn cầm máy tính, bộ dạng không tình nguyện. Băng Băng. Chúng tôi có việc gấp, phải đi trước. Mộc Hàm bắt chuyện với Lãnh Băng Băng, nàng cũng không nói với Hạ Thiên. Yêu Yêu thì ngược lại. Chồng đại sắc lang, em về nhà đây, đừng nghĩ đến em đấy nhé. Đi đi, anh sẽ không nhớ em. Hạ Thiên phất phất tay rất tùy ý, bộ dạng không quan tâm. Đi thôi. Mộc Hàm kéo tay Yêu Yêu, cả hai nhanh chóng ra khỏi cửa và biến mất trong tầm mắt hai người. Phản ứng của Hạ Thiên rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lãnh Băng Băng, nàng không nhịn được phải hỏi. Hai bà vợ của cậu đều đã đi, sao cậu không có phản ứng? Không sao, sẽ có một vợ quay lại. Hạ Thiên lười biếng nói.
Lãnh Băng Băng không tin. Sao cậu biết? Hạ Thiên cười hì hì. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, có gì mà tôi không biết? Vì vậy cái gì tôi cũng biết. Tôi không muốn nói mỏ với cậu, tôi đi làm. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng thở phì phò đi ra phòng khách, đi xa còn nói thêm một câu. Tủ đầu giường có chìa khóa, cậu đi ra nhớ khóa cửa. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì không khỏi lầu bầu. Cảnh sát tỷ tỷ quả nhiên đã có tính toán muốn ở chung, ngay cả chìa khóa cũng cho mình. May mà Lãnh Băng Băng không nghe được những lời này, nếu không nàng sẽ lập tức chạy về lấy luôn chìa khóa. Lãnh Băng Băng đi làm, Hạ Thiên lên lầu cầm chùm chìa khóa, hắn ra khỏi phòng khách, khóa cửa rồi thả bộ đi ra khu cảnh uyển. Hạ Thiên! Một âm thanh vang lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một chiếc xe, xe mở cửa, Tô Tiểu Sán ngoắc tay với hắn. Hạ Thiên đi đến, hắn tự nhiên lên xe ngồi song song với Tô Tiểu Sán, người ngồi lái là Tô Tuấn Phong. Sao các người còn ở đây? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Người phụ nữ mị nhi kia đuổi chúng tôi đi, chúng tôi ở đây chờ cậu. Tô Tiểu Sán nói. Cũng không biết người phụ nữ kia có địa vị gì, nhưng cô ta rất lợi hại, hơn nữa cô ta còn giúp cậu, vì vậy chúng tôi cũng không liên quan, chỉ biết ở đây chờ cậu. Tô Tuấn Phong cũng nói. Chúng tôi định điện thoại hỏi tình huống, lại sợ làm phiền, vì vậy ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Có người nói như vậy sao? Cái gì mà ôm cây đợi thỏ, các anh mới là thỏ. Tô Tuấn Phong chợt buồn bực, hắn không phải đang dùng tục ngữ sao? Chẳng qua tối qua Hạ Thiên đã chữa lành chân cho Tô Tiểu Sán mà thiếu chút nữa mất mạng, vì có ơn lớn nên đừng nói là Hạ Thiên mắng hai câu, dù có đánh cũng được. Hạ Thiên, bây giờ cậu không sao đấy chứ? Tô Tiểu Sán hỏi an ân cần. Không sao, tôi qua có chút chủ quan, sau này sẽ không tái diễn. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngã một lần sẽ khôn hơn, dù hắn ở trên núi có ba vị sư phụ dạy bảo nhưng dù sao cũng không đủ kinh nghiệm. Nói cách khác, nếu không tối qua hắn sẽ không tùy ý chọn nhà Lãnh Băng Băng làm nơi thi triển đệ tam châm, phải chọn địa phương an toàn. Hạ Thiên, chân của tôi bây giờ đã hoàn hảo như lúc đầu, tôi cũng không biết làm sao để cảm ơn cậu. Tô Tiểu Sán nhìn Hạ Thiên, trên mặt tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng lấy tiền. Nhớ đưa đến 1 triệu là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, 1 triệu thật sự quá ít, nơi đây có 5 triệu. Tô Tiểu Sán đã sớm viết chi phiếu. Phần ân tình này của cậu với Tô Tiểu Sán tôi không thể dùng tiền thay thế, tóm lại tôi nói một câu, sau này chỉ cần cậu nói một câu, dù lên núi đao hay xuống vạc dầu thì Tô Tiểu Sán tôi tuyệt đối không chối từ. Trước tối hôm qua thì ấn tượng của Tô Tiểu Sán với Hạ Thiên không tốt đẹp gì, chưa nói là quá xấu. Hai bên không có xung đột, tất nhiên không có cửu hận gì. Còn chút xung đột giữa Hạ Thiên và Tô Tử Cường, Tô Tiểu Sán xem đó là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng tối qua là thời điểm quan trọng nhất trong đời của Tô Tiểu Sán, lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình ngưỡng mộ là Diệp Mộng Vân nằm trong lòng thằng khác. Sau đó chân trái của hắn bị Lý Minh Hiên đã vỡ vụn, khi hắn đến bệnh viện và biết nửa đời sau rất có thể bị tàn phế thì tâm tình chán nản cực điểm. Nhưng lúc đó Tô Tiểu Sán nhớ đến Hạ Thiên, nhớ đến y thuật thần kỳ, vì vậy hắn gọi điện thoại. Thật ra trước khi gọi điện thoại hắn cũng không dám khẳng định Hạ Thiên sẽ giúp, cũng không biết Hạ Thiên có năng lực đó hay không, nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên chẳng đưa ra điều kiện gì mà trực tiếp chữa trị. Sau khi chữa lành chân cho Tô Tiểu Sán thì Hạ Thiên suýt chết trong tay Lý Minh Hiên, lúc đó Tô Tiểu Sán thiếu chút nữa đã tức chết, nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đại phát thần uy, chuyển bại thành thắng. Hơn nữa Hạ Thiên còn biết Lý Minh Hiên thành phế nhân, một tên phế nhân chính thức, điều này làm Tô Tiểu Sán cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng đặc biệt thoải mái. Khoảnh khắc đó Tô Tiểu Sán lập tức nhận định Hạ Thiên mới thật sự nên kết giao, người này mới chính thức có thể làm bạn cả đời, đám Lâm Tử Hào hay Diệp Thiếu Kiệt chỉ là loại tiểu nhân, không biết giúp nhau lúc hoạn nạn. Dù Tô Tiểu Sán biết Hạ Thiên đã chọc vào không ít phiền phức, nhưng bây giờ hắn cũng không tiếc cùng Hạ Thiên chọc vào phiền phức. Đơn giản là những sự việc phát sinh tối qua đã làm Tô Tiểu Sán coi đối phương là bạn bè sinh tử. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết suy nghĩ của Tô Tiểu Sán, hắn chỉ nhận chi phiếu rồi hời hợt nói. 1 triệu đúng là hơi thiếu, 5 triệu cũng không tính là nhiều, nhưng không sao, tôi không quan tâm đến tiền. Anh cũng yên tâm, những chuyện lên núi đao xuống vạc dầu rất nguy hiểm, anh căn bản không làm được, tôi cũng không cho anh làm. Tô Tuấn Phong vừa bị mắng vì câu ôm cây đợi thỏ không khỏi lắc đầu. Người này đúng là không có chút tế bào văn học, sao lại chỉ hiểu nghĩa đen như vậy?
nhưng lời nói của Hạ Thiên càng làm Tô Tiểu Sán cảm kích, đúng là bạn bè, chuyện nguy hiểm không ép nhau đi làm. Hạ Thiên, bây giờ cậu đi đâu? Tô Tiểu Sán hỏi. Đưa tôi đến Kiều gia, tôi còn chưa tìm được tên sát thủ đánh bom Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy tên sát thủ kia rất phiền, vì vậy nên giải quyết cho sớm. Tuấn Phong, đi Kiều gia. Tô Tiểu Sán vội vàng phân phó. Tô Tuấn Phong gật đầu, hắn khởi động xe và chạy về phía Kiều gia. Một lúc sau xe đã đến cửa lớn Kiều gia, mà lúc nào bên trong cũng có một chiếc Volvo màu hồng chạy ra. Hạ Thiên nhảy xuống chặn chiếc Volvo lại, vì hắn nhận ra chiếc xe kia của Kiều Tiểu Kiều. Anh chặn xe tôi làm gì? Volvo dừng lại, cửa sổ hạ xuống, một gương mặt giận dữ thò ra, cũng không phải là Kiều Tiểu Kiều mà chính là Kiều Phượng Nhi. Là cô sao? Hạ Thiên ngây người. Tôi tưởng Tiểu Kiều chạy xe. Kiều Tiểu Thư ở nhà, tôi ra mua vài món, sẽ về ngay, đứng tránh ra, tôi phải đi. Kiều Phượng Nhi rất hung hăng, nàng không có cảm tình với Hạ Thiên, dù nàng biết hắn lợi hại, dù nàng được Hạ Thiên dạy võ nhưng vẫn không ưa. Nguyên nhân rất đơn giản, kẻ này rõ ràng bất chung với Kiều Tiểu Thư. Hạ Thiên đứng tránh ra, Kiều Phượng Nhi nhấn ga chạy đi, nhưng khoảnh khắc sau vẻ mặt Hạ Thiên đã biến đổi, hắn đuổi theo và hét lên. Mau dừng xe. Chương 234, khoảnh khắc may mắn của Kiều Phượng Nhi. Khi nghe được tiếng hô của Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi không những chẳng dừng xe mà còn chạy nhanh hơn, nàng biết nếu Hạ Thiên muốn mình dừng xe thì chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng khi mới chạy đi được vài trăm mét thì Kiều Phượng Nhi đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn ở bên cạnh, nàng quay đầu lại nhìn mà thiếu chút nữa đã chết ngất. Nàng thấy Hạ Thiên đã đánh văng một phần thân xe, mà lúc này hắn vẫn đang chạy theo nàng. Hơn nữa còn chạy song song với xe hơi. Két! Một tiếng thắng chói tai vang lên, Kiều Phượng Nhi dừng xe, nàng phẫn nộ giống lên với Hạ Thiên. Anh điên rồi à, Kiều Tiểu Thư rất thích chiếc xe này. Kiều Phượng Nhi rất tức tối, lưu manh này muốn ngăn xe thì phải đánh rơi bộ phận xe ra sao. Tuy chiếc xe này không đắt nhưng Kiều Tiểu Kiều trước nay đều dùng nó, cũng có cảm tình với xe. Bây giờ Hạ Thiên ra tay đánh văng một phần thân xe, nàng cũng không biết sẽ báo cáo với Kiều Tiểu Thư thế nào cho phải. Nhưng Kiều Phượng Nhi còn chưa nói hết lời thì cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nàng cảm nhận một cánh tay có lực ôm lấy eo mình. Một giây sau nàng phát hiện mình rời khỏi xe, Hạ Thiên ôm lấy nàng chạy về phía cổng chính của Kiều gia. Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong bên kia cũng trợn mắt há mồm, bọn họ không phải chưa từng được thấy đàn ông cướp người đẹp. Nhưng không ngờ Hạ Thiên cướp người lại sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, đúng là quá khủng bố. Chạy mau! Hạ Thiên cũng hét lớn với Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong. Chạy sao? Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong có chút buồn bực, vô duyên vô cớ mà chạy làm gì? Nhưng dù buồn bực thì cả hai cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng lớn Kiều gia. Anh làm gì? Buông ra, tôi gọi người. Kiều Phượng Nhi chợt vùng vẫy, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Lưu manh này không phải thú tính bùng phát, muốn kéo nàng vào một gian phòng nào đó hoạt động thể lực đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy thì quá thảm, Khương Phong tin mình sẽ tuyệt đối không làm gì được và chẳng thể nói lý lẽ. Với vòng vị tha của Kiều Tiểu Thư với Lưu manh này, dù Kiều Phượng Nhi có bị hắn hoạt động cả ngày thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một tiếng nổ khủng bố vang lên, hai chữ sàm sỡ vừa lên cuống họng Kiều Phượng Nhi đã phải nuốt trở về. Khi đến cổng lớn Kiều gia thì Hạ Thiên ôm Kiều Phượng Nhi ngã sấp xuống, đồng thời cũng gào lên với Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong. Nằm xuống. Lần này cũng không cần Hạ Thiên phải hét lên, Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong đã ngã xuống đất, ngay cả hai bảo vệ canh cổng cũng nằm xuống. Đúng lúc này một luồng sóng cuồn cuộn phóng qua đỉnh đầu mọi người. Vài chục giây sau vụ nổ thì mọi người mới lóp ngóp bò lên, sau khi quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc Volvo của Kiều Tiểu Kiều đã tan tành xác pháo. Phần linh kiện còn đầy đủ nhất chắc chỉ là khung cửa mà trước đó Hạ Thiên đã giật ra. Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong không khỏi đảo mắt nhìn Kiều Phượng Nhi, thầm nghĩ nếu nàng còn ở trên chiếc xe kia, sợ rằng một người đẹp đã trở thành người dẹp, chết thảm thương. Kiều Phượng Nhi đã hoàn toàn choáng váng, nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe tan tành, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Trên đời không phải không có người sợ chết nhưng trong số đó tuyệt đối không có Kiều Phượng Nhi. Nàng mới 18 tuổi. Là tuổi thanh xuân của một cô gái, tuy là vệ sĩ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng nếu nói nàng không sợ chết thì không đúng. Đặc biệt là khi Kiều Phượng Nhi nghĩ đến tình cảnh mình bị nổ tan thành từng mảnh, hơn nữa còn có thể bị đốt thành than mà trong lòng cực kỳ kinh hoàng, thậm chí còn có cảm giác nôn mửa.
Một lúc lâu sau Kiều Phượng Nhi mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên rồi hỏi bằng giọng khó tin. Anh biết trên xe có bom sao? Nghĩ đến vấn đề trước đó Hạ Thiên ôm nàng bỏ chạy, hơn nữa còn kéo theo cả Tô Tiểu Sán, Kiều Phượng Nhi đã hiểu, mình nghĩ đối phương là lưu manh. Nhưng dù đối phương thật sự là lưu manh, thật sự đưa nàng vào phòng làm chút chuyện này nọ thì hắn vẫn tuyệt đối là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu không phải nàng may mắn, vừa ra khỏi cửa đã gặp Hạ Thiên, như vậy nàng sẽ chết chắc, thậm chí còn không có cơ hội được đàn ông leo lên người. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hạ Thiên biết trên xe có bom. Nàng cũng biết gần đây có sát thủ muốn ám sát Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng không ngờ đối phương có thể gài bom lên xe Kiều Tiểu Thư, chẳng lẽ Hạ Thiên chỉ là nghi ngờ, nhưng sao lại đúng lúc trên xe có bom. Nhưng câu trả lời của Hạ Thiên đã làm cho những suy đoán của Kiều Phượng Nhi tan tành, nàng thấy Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải anh biết trên xe có bom, không muốn em bị nổ bom chết tươi, không muốn Tiểu Kiều mất đi vệ sĩ, như vậy sao anh phải cứu em ra? Nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng phải hỏi rõ ràng. Sao anh biết trên xe có bom? Anh nghe được. Hạ Thiên trả lời. Lúc này Tô Tiểu Sán cũng rất tò mò, hắn ở bên cạnh hỏi một câu. Trên xe có bom hay không mà nghe được sao? Khi dùng bom hẹn giờ thì đều có thể nghe được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đây là bom hẹn giờ, bên trong có thiết bị, chỉ cần bị kích hoạt thì có thể phát ra âm thanh. Vừa rồi quả bom kích hoạt, vì vậy tôi nghe thấy âm thanh. Kiều Phượng Nhi, Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong đưa mắt nhìn nhau, đây là tai gì? Sao lợi hại như vậy? Anh nói quả bom vừa rồi mới kích hoạt, như vậy quả bom đã sớm được gài lên xe sao? Kiều Phượng Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng sau khi lấy chiếc xe này về thì chưa từng có ai tiếp cận, chẳng lẽ bom đã được gài vào xe ngay từ hôm qua ở tòa nhà Kiều gia? Kiều Phượng Nhi cũng không chờ ai trả lời mà tự nói. Đúng, nhất định là như vậy, ngày hôm qua Kiều Tiểu Kiều quay về bằng xe chống đạn, chiếc xe này được chạy về sau đó, nhưng sao bom không được kích hoạt? Rất đơn giản, tên khốn kia có lẽ đã ở gần quan sát, khi thấy xe đi xa, tưởng rằng Tiểu Kiều có trong xe, vì vậy mới kích hoạt. Hạ Thiên nói xong thì quét mắt nhìn, rõ ràng muốn tìm tên kia, nhưng phụ cận khu Kiều gia không có người, cũng không có xe, Hạ Thiên cũng không thấy ai. Chúng ta làm sao bây giờ? Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi cũng không có ý kiến gì, không biết tên sát thủ chuyên gài bom kia đang ở đâu, nếu một ngày không tìm được hắn thì một ngày nàng khó an tâm. Trước tiên quay về rồi nói. Hạ Thiên cũng không có biện pháp tốt. Hắn quay sang Tô Tiểu Sán. Các anh cũng vào thôi, không phải anh muốn giảm béo sao? Vào trong đi, tôi giúp anh châm cứu, bao anh một tháng giảm cân thành người mẫu. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn rõ ràng cầu còn chưa được với lời đề nghị của Hạ Thiên. Tiểu Sán, anh và Hạ Thiên vào đi, tôi phải về một chuyến, để người nhà khỏi lo lắng. Tô Tuấn Phong mở miệng nói. Ừ, vậy cũng được. Tô Tiểu Sán tỏ vẻ đồng ý. Tô Tuấn Phong nhanh chóng lái xe bỏ đi, mà Hạ Thiên, Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng nhanh chóng đi vào cửa chính Kiều gia. Còn vụ nổ trên đường sẽ có người xử lý, cũng không cần bọn họ hao tâm tổn trí. Tít! Một âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng. Hạ Thiên xoay người, hắn hô lên rất bất mãn. Anh làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng xoay người, bọn họ phát hiện không biết từ khi nào ở phía sau có một người đàn ông đeo máy ảnh trên cổ. Người này trên ba moi, mái tóc hơi rối, khi nghe Hạ Thiên hỏi mà không trả lời, vẫn tiếp tục dùng máy ảnh chụp như điên, bộ dạng rất hưng phấn. Chụp cái gì, không được chụp. Kiều Phượng Nhi quát lớn. Nào ngờ Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì người đàn ông kia lại quay sang chụp vài tấm. Kiều Phượng Nhi rất căm tức, nàng đang định tiến lên cướp máy ảnh thì nhìn thấy một chiếc xe mở cửa, trên xe có vài người đi xuống, có nam có nữ, còn có cả máy quay. Đám người này nhanh chóng quay phim chụp ảnh vụ nổ rồi ùa về phía Kiều Phượng Nhi như ong vỡ tổ. Chào tiểu thư, chúng tôi là người của đài truyền hình Giang Hải, xin hỏi nơi này vừa có chuyện gì phát sinh? Một nữ phóng viên tìm tới Kiều Phượng Nhi. Chào tiên sinh, tôi là phóng viên báo Giang Hải News, nơi đây có phải vừa có một vụ nổ không? Một nữ phóng viên tìm đến Hạ Thiên. Tô tiên sinh, tôi là phóng viên báo Giang Hải, xin hỏi vụ nổ vừa rồi có nguyên nhân gì? Vụ nổ nhằm vào anh hay Kiều gia? Người này biết Tô Tiểu Sán, vì vậy Tô Tiểu Sán là mục tiêu. Lúc này cửa chính của Kiều gia chợt rối loạn. Nơi đây không có vấn đề gì cả, mọi người quay về đi.
Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Tiểu thư, nơi đây vừa có một vụ nổ, sao không có gì phát sinh? Cô che giấu như vậy có phải có nguyên nhân gì không? Một nữ phóng viên hỏi Kiều Phượng Nhi. Tiểu thư, xin hỏi vụ nổ lần này có liên quan đến vụ nổ ở tòa nhà Kiều gia không? Một phóng viên hỏi. Tiểu thư, xin hỏi chị có cảm tưởng gì với vụ nổ vừa rồi? Một phóng viên chỉ micro vào Kiều Phượng Nhi. Kiều Phượng Nhi lập tức bực bội, đám phóng viên này là báo phương nào, sao lại hỏi những vấn đề này? Khi nàng còn đang tức tối thì Hạ Thiên đột nhiên đánh người, mục tiêu là tên phóng viên đến chụp hình đầu tiên. Anh muốn làm gì? Tên phóng viên khá nhanh nhẹn, hắn tránh qua, sau đó kêu lớn. Đánh người, bớ người ta có người đánh phóng viên. Chương 235, phóng viên sát thủ. Lúc này tất cả máy ảnh và máy quay phim đều nhắm về phía Hạ Thiên, mà ánh sáng máy ảnh liên tục lóe lên. Những năm gần đây đám phóng viên không bao giờ bỏ qua những tin tức tốt, tất nhiên lúc này bọn họ cũng không bỏ qua đề tài này. Tiên sinh, anh không thể như vậy. Chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền phỏng vấn. Kháng nghị bạo lực, nghiêm trọng kháng nghị. Một đám người vây quanh Hạ Thiên, ai cũng lên tiếng căm phẫn vì bạn đồng hành của mình. Cút ngay cho tôi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn làm việc chính sự, đám người này rối loạn làm gì? Hạ Thiên nói ra những lời này thì đám phóng viên lại càng tức giận. Quá kiêu ngạo. Dù là người Kiều gia cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Chúng ta không thể lùi bước, phóng viên chúng ta cũng không phải dễ bị ức hiếp. Hạ Thiên nghe những lời ồn ào của đám người mà cảm thấy rất phiền phức, vì vậy hắn liền quyết định, trước tiên giải quyết đám người này. Hắn hóa thành một bóng người nhạt nhạt. Mọi người cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, ngay sau đó là những âm thanh trong trẻo, vài giây sau mọi người bi phẫn phát hiện ra tất cả máy ảnh, máy quay phim, micro, tất cả khí tài đều bị đập nát bấy. Phiền phức quá, nếu tiếp tục tôi sẽ đập nát xe, đứng sang một bên cho tôi, đừng làm phiền tôi làm chuyện chính sự. Hạ Thiên quát lên rất bất mãn. Kiều Phượng Nhi lập tức cảm thấy đau đầu, lưu manh này đúng là quá kiêu ngạo, những phóng viên này cũng không phải dễ trêu. Tô Tiểu Sán thì có chút bội phục. Trước nay bị đám phóng viên hãm hại nhiều lần, vì vậy hắn không có cảm tình với đám người này. Tuy những năm gần đây cũng có không ít những phóng viên chính nghĩa, nhưng đám người kia cũng dần tuyệt chủng rồi. Quá đáng! Anh phải xin lỗi và bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Tôi báo cảnh sát. Sau vài giây ngắn ngủi thì mọi người phẫn nộ gào lên, đám người chỉ trích Hạ Thiên hung ác, nhưng vô tình bọn họ cũng lui về phía sau, tuy vẫn còn chỉ trích Hạ Thiên nhưng cũng không có hành động gì khác. Lúc này Hạ Thiên đã không còn bị những khí tài tác nghiệp của đám phóng viên quấy rối, vì vậy hắn không quan tâm đến bọn họ, hắn còn chuyện quan trọng cần làm. Này, thằng ngu, giả vờ phóng viên hả mày? Hạ Thiên đã sớm phát hiện ra tên đàn ông kia. Mày dù sao cũng là thành viên của ám ảnh đoàn lại giả làm phóng viên phế vật, không thấy dọa người sao? Đám phóng viên nghe nói như vậy thì lại càng tức giận, người này dám mắng bọn họ là phế vật, bọn họ sao không tức giận cho được? Nhưng khi nghe đến hai chữ sát thủ thì lại kinh nghi, sự việc có gì đó là lạ thì phải. Vẻ mặt Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng biến đổi, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên định ra tay với người kia, thì ra không phải là phóng viên, có lẽ là tên sát thủ chuyên đặt bom. Tên đàn ông kia nghe được câu nói của Hạ Thiên thì vẻ mặt hơi biến đổi, vài giây sau hắn quay sang nở nụ cười sáng lạn với Hạ Thiên. Không hổ là đối thủ mạnh nhất của tổ chức chúng tao những năm gần đây, Hạ Thiên, mày rất lợi hại. Nhưng tao che giấu khá kỹ, sao mày phát hiện ra được? Tên đàn ông này vừa nói đã chính thức thừa nhận, hắn là sát thủ ám ảnh đoàn trong miệng Hạ Thiên, mà đám phóng viên thì sợ hãi, vẻ mặt kẻ nào cũng biến đổi, bọn họ quay đầu định bỏ chạy. Đứng lại cho tao. Tên sát thủ chuyên gài bom nói. Trên máy ảnh này có gài sẵn bom, là một quả bom lưu lực cực mạnh, tao chỉ cần ấn nút là chúng mày chết sạch, thằng nào ngu di động một bước thì tao sẽ cùng chúng mày thăng thiên. Đám người lập tức đứng đơ như robot, không dám di động nửa bước. Tuy bọn họ cảm thấy tên khốn kia muốn chơi trò cùng chết là không có đạo lý, nhưng vì đề phòng mà chỉ biết nghe lời. Hạ Thiên, nói đi, sao mày phát hiện ra tao không phải là phóng viên? Mày nói để lần sau tao còn biết đường mà cải tiến. Tên sát thủ chuyên xài bom dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn đám phóng viên, sau đó hắn lại quay sang Hạ Thiên hỏi vấn đề vừa rồi. Đơn giản thôi. Trên người mày có nhiều hương vị của bom mìn. Hạ Thiên lười biếng nói. Một tên thường liên quan đến bom thì trên người luôn có loại mùi khó tẩy, mày cũng đừng nghĩ cải tiến, tất nhiên dù mày có cải tiến thì cũng không còn cơ hội,
hôm nay mày lên dĩa rồi. Phải không? Tên sát thủ dùng bom cười thoải mái. Hạ Thiên, tao biết mày có thần thủ rất lợi hại, dù là đánh nhau tao cũng không phải là đối thủ của mày. Nhưng hôm nay tao không muốn đánh nhau, với khoảng cách giữa tao và mày, nếu bây giờ tao làm nổ bom thì sợ rằng khó đứa nào thoát chết. Mày có thể thử, tao đảm bảo có thể chạy trốn đi rất xa. Hạ Thiên lười biếng nói. Mày tưởng thứ này có thể hù được tao sao? Vẻ mặt tên sát thủ dùng bom chợt biến đổi, ngay sau đó cũng khôi phục lại như thường. Được rồi, dù mày có thể tránh, nhưng bọn họ thì sao? Mày cho rằng bọn họ cũng được như mình sao? Nhưng thời gian ngắn như vậy có chạy đi đằng trời, nếu tao làm nổ bom thì ít nhất cũng có 10 đứa phóng viên đi cùng. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn tên sát thủ càng có vẻ xem thường. Đầu óc mày có vấn đề à? Bọn họ có chết hay không liên quan đến tao sao? Dù sao tao cũng không ưa gì đám này, mày chơi luôn đi, tao cầu còn chưa được. Này, làm người ai làm thế? Một nữ phóng viên hét lên sợ hãi. Anh không thể làm liên lụy đến những người vô tội như chúng tôi. Không làm thế sao làm người? Hạ Thiên liếc mắt nhìn nữ phóng viên kia, người này cũng khá xinh xắn, sao ngốc thế? Hắn nghĩ sao làm vậy, có liên quan đến nàng sao? Đúng. Các người không phải vừa rồi đang bảo vệ cho đồng nghiệp sao? Bây giờ bị đồng nghiệp chơi bom chết tươi, như vậy cũng xem như chết có ý nghĩa. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh dùng giọng tức giận nói. Tôi cũng đồng ý, Hạ Thiên, chơi đi, đám người này chết hay sống quan tâm làm gì, dù bọn họ có ra đi cũng là lỗi của sát thủ, không có liên quan đến cậu. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh cũng cổ vũ. Anh, các anh xem thường nhân mạng. Gương mặt nữ phóng viên xinh đẹp chợt đỏ bừng giống như rất tức giận. Xem thường nhân mạng phải nói đến tên thích chơi bom này, không có liên quan đến chúng tôi. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng nói, chưa nói đến vấn đề nàng không có cảm tình với đám phóng viên này, dù có cảm tình, dưới tình huống này nàng sao có thể lựa chọn. Chỉ cần tên sát thủ nổ bom chết, đám phóng viên có chết hay không thì quản sao được. Trong suy nghĩ của Kiều Tiểu Kiều thì an toàn của Kiều Tiểu Kiều là trên hết. Tên sát thủ kia không chết thì vấn đề an toàn của Kiều Tiểu Kiều không được bảo đảm, vì có thể giết chết tên sát thủ mà nàng đành phải ép hắn nổ bom. Hạ Thiên, mày thật sự muốn tao nổ bom sao? Tên sát thủ bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn tìm theo nhiều người chỉ vì mục đích an toàn bản thân, nào ngờ hắn tính sai, đám người này không uy hiếp được Hạ Thiên. Sao rông dài vậy? Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Nhanh chóng bấm nút nổ đi, nhanh tay lẹ chân lên, đừng bắt tao phải ra tay. Kiều Phượng Nhi đúng là không biết nói gì hơn, có người nào muốn tự nổ chết mình. Tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên và ngày càng rõ ràng, một lát sau mọi người đã thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Trên mặt tên sát thủ chơi bom lộ ra nụ cười, hắn nói với Hạ Thiên. Sao cu, bây giờ còn muốn tao nổ chết nữa không? Hạ Thiên có thể không quan tâm con tin nhưng cảnh sát thì khác, tên sát thủ tin cảnh sát đến thì mình sẽ nghênh ngang bỏ đi, sau đó lại bắt đầu kế hoạch ám sát mới. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phóng về phía tên sát thủ xài bom, trong miệng hét lớn. Mày không muốn nổ chết, thôi thì tao bắt lại. Uy hiếp đến gần, tên sát thủ muốn né tránh, nhưng khoảnh khắc sau hắn đã cảm thấy mình không thể nhúc nhích. Các người còn không mau chạy đi. Kiều Phượng Nhi thấy tên sát thủ đã bị tóm thì quát lên với đám phóng viên. Đám phóng viên lập tức chạy đi với tốc độ bú sữa mẹ. Các người cũng chạy đi. Hạ Thiên nói với Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán. Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng không chần chờ mà nhanh chóng chạy vào Kiều gia. Hạ Thiên thấy khoảng cách đã khá xa thì ấn xuống nút trên máy ảnh, ngay sau đó cũng hóa thành một bóng người phóng đi. Hạ Thiên cũng không chạy vào Kiều gia, hắn chạy về phía xe cảnh sát bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận ra chiếc xe đó là của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng tách khỏi Hạ Thiên chưa được bao lâu. Nàng đến cục cảnh sát thì nghe nói ở gần Kiều gia có một vụ nổ mạnh, vì vậy vội vàng chạy đến. Kiều gia nằm trong vùng quản lý của phân cục cảnh sát quận Đông, tuy bây giờ nàng không còn là cảnh sát hình sự, vì vậy trước khi được thông báo xuống đều do phân cục tiếp nhận án, nàng đến đây cũng là đương nhiên. Vì một đám phóng viên chạy vội đến mà Lãnh Băng Băng cũng không chạy xe đến hiện trường, nàng nào biết vừa xuống xe đã cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, sau đó phát hiện mình bị Hạ Thiên ôm vào lòng. Tuy không phải lần đầu tiên bị Hạ Thiên ôm, nhưng bây giờ trước mặt công chúng, Lãnh Băng Băng vẫn cảm thấy xấu hổ, khi định quát lớn thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Một con sóng lực ép đến, đám người nhanh chóng bổ nhào, Lãnh Băng Băng lại không cảm giác được sóng lực tập kích vì được Hạ Thiên che chắn.
lúc này trong không khí có mùi khét lẹt, rất hôi. Có chuyện gì xảy ra? Lãnh Băng Băng không khỏi hỏi một câu, đối tượng chính là Hạ Thiên. Nhưng người trả lời lại là nữ phóng viên xinh đẹp. Cảnh sát Lãnh, tôi muốn cáo người này tội mưu sát. Nữ phóng viên xinh đẹp chỉ vào người Hạ Thiên, nàng nói xong thì lập tức cảm thấy kỳ lạ. Lãnh Băng Băng sao cùng tên kia thân mật như vậy, đến bây giờ vẫn còn ôm chầm lấy nhau rất tình cảm. Chương 236, tự mình nổ chết. Cô có bị bệnh không? Tôi mưu sát ai? Hạ Thiên trừng mắt nhìn nữ phóng viên, tuy hắn thật sự mưu sát tên sát thủ trước mắt bao người, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, dù sao cũng không có chứng cứ. Tiểu Kiều đã từng nói, giết người ác cũng không cho người ta nắm được chứng cứ, hắn nhớ rất rõ ràng. Phóng viên Hàn, cô là phóng viên phải biết rõ nói lời phải chịu trách nhiệm, cô xác định Hạ Thiên mưu sát sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi, mà nàng mở miệng cũng làm người ta cảm giác được mình đang bảo vệ Hạ Thiên. Đám phóng viên ở đây thật ra có rất nhiều người có quan hệ với Lãnh Băng Băng, mà nữ phóng viên xinh đẹp kia cũng biết Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng biết rõ Hàn Văn Văn này là phóng viên báo Giang Hải New, mà Hàn Văn Văn cũng biết rõ thân phận của Lãnh Băng Băng. Khi thấy Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên thân mật với nhau, Hàn Văn Văn liền biết ngay Hạ Thiên có hơn phân nửa là đàn ông của Lãnh Băng Băng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái vì lời nói bảo vệ của Lãnh Băng Băng với Hạ Thiên. Mà đám phóng viên khác cũng cảm thấy kỳ quái. Người nào cũng biết người đẹp băng giá nổi tiếng gần đây không có cảm tình với đàn ông, bây giờ nàng đã có đàn ông, bây giờ có người tốt cáo đàn ông của nàng mưu sát, nàng có thể không bảo vệ người của mình sao? Đúng vậy, hắn làm nổ bom trên người tên sát thủ kia. Hàn Văn Văn dù biết Lãnh Băng Băng bảo vệ Hạ Thiên nhưng vẫn không lùi bước. Tên kia là sát thủ đang cố gắng ám sát Tiểu Kiều sao? Lãnh Băng Băng hỏi, tất nhiên nàng không hỏi Hàn Văn Văn, người được hỏi là Hạ Thiên. Đúng là tên khốn kia. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ vào Hàn Văn Văn và những phóng viên khác. Đám phóng viên này đi cùng với tên kia, vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị bắt bọn họ lại đi. Mọi người nghe vậy mà cảm thấy buồn bực, chưa nói người này kiêu ngạo vì có vợ là cảnh sát, sao lại lật ngược sự thật như vậy. Anh không cần ngậm máu phun người. Hàn Văn Văn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng anh làm nổ bom trên người tên sát thủ. Làm hắn nổ tung mà chết, bây giờ lại vu cáo chúng tôi. Phóng viên Hàn, cô nói Hạ Thiên làm nổ bom, cô có chứng cứ gì sao? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Điều này. Hàn Văn Văn chợt ngẩn ngơ. Vừa rồi anh ta chính miệng muốn cho tên sát thủ kia nổ chết, hơn nữa tên sát thủ kia căn bản không động, như vậy chắc chắn sát thủ không tự mình làm nổ bom, lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải sát thủ làm nổ thì chắc là hắn làm nổ. Phóng viên Hàn. Năng lực suy luận của cô tốt như vậy sao không đổi ngành làm cảnh sát? Trong giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo vài phần trào phúng. Nhưng xem ra cô không thích hợp làm cảnh sát, nếu làm cảnh sát mà chỉ dựa vào suy đoán, không dùng chứng cứ để bắt người, như vậy thế giới này đã sớm rối loạn. Cảnh sát Lãnh, đây là cô cố ý bao che. Hàn Văn Văn có chút tức giận. Cô có thể trách cứ tôi, cũng có thể tố cáo tôi không ngại. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nếu mọi người tố cáo cậu ấy mưu sát, như vậy tự mình đến đồn cảnh sát, chỗ này tôi rất bận, cũng không rảnh quan tâm đến các vị. Lúc này Hàn Văn Văn đã không còn cách nào, Lãnh Băng Băng này không sợ tố cáo, nàng còn làm gì? Năng lực lớn nhất của phóng viên cũng chỉ là cho sự việc ra ngoài ánh sáng mà thôi. Vậy anh ta đập nát máy ảnh và máy quay của chúng tôi đều bị anh ta đập nát, dù sao cũng phải bồi thường chứ. Hàn Văn Văn ngây người ra một lúc rồi căm giận nói. Sát thủ kia gài bom trong máy ảnh, tôi nghi ngờ dụng cụ của bọn họ đều gắn bom, tất nhiên phải hủy đi. Hạ Thiên nói đầy lý lẽ hùng hồn. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi thật sự cảm thấy bọn họ cùng nhóm với tên sát thủ, chị nên đưa bọn họ về đồn tra khảo cho rõ, nếu không sao bọn họ lại trùng hợp xuất hiện với sát thủ. Nơi đây rất vắng vẻ, cảnh sát các chị chưa kịp đến mà đám phóng viên này đến trước, chắc chắn là có hẹn với sát thủ, đã sớm chờ sẵn một bên. Lãnh Băng Băng nhìn đám người rồi nhíu mày, Hạ Thiên nói những lời này không phải không đúng, đám phóng viên xuất hiện quá trùng hợp. Này, đừng vu oan người khác, tôi nhận được điện thoại mới đi đến. Hàn Văn Văn vội vàng nói, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm có quan hệ với sát thủ, nói như vậy sự việc có chút phiền toái. Nếu cảnh sát tìm đến chỉ là phiền phức nho nhỏ, nếu Kiều gia tìm đến mới là vấn đề. Đúng vậy, cảnh sát Lãnh, chúng tôi nhận được điện thoại mới đi đến. Chúng tôi cũng vậy.
những phóng viên khác cũng giải thích, rõ ràng ai cũng không muốn có liên quan đến tên sát thủ. Nếu đã là như vậy thì các người nên đi thôi. Lãnh Băng Băng phất tay, nàng biết rõ hơn phân nửa tên sát thủ kia bị Hạ Thiên giết chết, vì vậy cũng không muốn náo loạn. Tôi đây. Hàn Văn Văn còn muốn nói gì đó. Văn Văn, thôi bỏ, đi thôi. Một đồng sự nhanh chóng kéo tay Hàn Văn Văn, nếu Hàn Văn Văn tiếp tục náo loạn thì sợ rằng cả nhóm sẽ bị kéo vào cục cảnh sát. Khi thấy Hàn Văn Văn có chút do dự thì đồng sự lại chêm vào một câu. Cô còn gắng gượng làm gì? Tên sát thủ kia thiếu chút nữa đã muốn kéo chúng ta theo, hơn nữa tên sát thủ kia có hơn phân nửa là tội phạm bị truy nã, dù để tên kia nổ chết cũng là làm việc nghĩa, sẽ không có ai truy cứu, cô cần gì phải vì một sát thủ mà đắc tội với người. Hàn Văn Văn nhìn Cổng Kiều ra, lại nhìn Lãnh Băng Băng, dù có chút không cam lòng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tuy nàng có tinh thần trọng nghĩa nhưng cũng không ngốc, vì một tên sát thủ chuyên gài bom mà đắc tội với Kiều Gia và Lãnh Băng Băng, đúng là không cần. Hàn Văn Văn nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng theo đồng sự bỏ đi, đám phóng viên khác cũng bỏ đi, những chuyện thế này nên tránh càng xa càng tốt. Bom do cậu làm nổ sao? Khi đám người bỏ đi sạch sẽ thì Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi một câu. Tên khốn kia muốn gài bom vợ tôi, tất nhiên tôi phải cho hắn nổ chết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng đương nhiên. Cậu! Lãnh Băng Băng muốn nói gì đó, nhưng nàng lại lắc đầu. Thôi bỏ, tôi không muốn nói với cậu. Đúng lúc này có một chiếc Cadillac phóng về phía Cổng Kiều ra, xe nhanh chóng dừng lại, Kiều Đông Hải và vài người bước xuống, khi thấy Hạ Thiên thì hỏi ngay. Có chuyện gì xảy ra? Không có gì, tên sát thủ muốn gài bom Tiểu Kiều đã bị nổ tung. Hạ Thiên hời hợt nói. Người khác không sao đấy chứ? Kiều Đông Hải hỏi, sau hai vụ nổ thì Kiều gia cuối cùng cũng kinh động, Kiều Đông Hải nhận được tin thì chạy đến xử lý. Có tôi ở đây, tất nhiên không có gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì tốt rồi. Kiều Đông Hải khẽ thở ra. Hạ Thiên, cậu về với Tiểu Kiều trước đi, sự việc phát sinh tôi sẽ xử lý. Được rồi. Hạ Thiên bắt chuyện với Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đi giúp Tô Tiểu Sán giảm béo, tối lại tìm chị. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, gương mặt nàng đỏ ửng, lưu manh chết tiệt này nói tối muốn đến tìm nàng, không biết kín tiếng một chút sao. Khi thấy Hạ Thiên và Tô Tiểu Sán đi cùng với nhau thì Kiều Đông Hải không khỏi nói thầm một câu. Tô Tiểu Sán thật sự đến tìm Hạ Thiên giảm béo sao? Lãnh Băng Băng nghe những lời của Kiều Đông Hải thì không khỏi sững sờ, nàng không nhịn được phải mở miệng. Anh không biết tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Kiều Đông Hải có chút buồn bực. Tối qua có chuyện gì? Bây giờ Lãnh Băng Băng mới biết, thì ra chuyện xảy ra ở nhà nàng tối qua chỉ có vài người biết rõ, Kiều Đông Hải cũng không biết tin. Điều này đã chứng minh năng lượng của cô gái Mị Nhi kia không phải là nhỏ, đã hoàn toàn giải quyết mọi chuyện. Lãnh Băng Băng có chút do dự, cuối cùng nàng cũng nói sơ lược chuyện xảy ra tối qua cho Kiều Đông Hải. Nàng biết rõ tối qua Hạ Thiên gây chuyện khá lớn, địa vị của Lý Minh Hiên kia cũng không tầm thường, nàng cảm thấy Kiều gia nên biết chuyện này. Kiều Đông Hải nghe Lãnh Băng Băng kể chuyện tối qua mà vẻ mặt trắng bệch, Hạ Thiên không biết lý ra, Lãnh Băng Băng có lẽ cũng không biết lý ra, nhưng Kiều Đông Hải thì biết rất rõ. Trong các đại thế gia thì Lý gia có thế lực rất lớn ở thủ đô, khó thể tin Hạ Thiên đã phế bỏ một con cháu dòng chính của Lý gia như Lý Minh Hiên, thù này là rất lớn. Cảnh sát Lãnh, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết chuyện này, chuyện vừa xảy ra nơi đây cũng làm phiền chị xử lý, tôi phải quay lại thương lượng đối sách với Hạ Thiên. Còn nữa, chị cũng phải cẩn thận, chú ý Lý gia trả thù, dù suy nghĩ vì Hạ Thiên hay cho chính mình, tốt nhất cô nên liên lạc với Lôi lão, để cho họ biết chuyện này. Kiều Đông Hải nhanh chóng nói, hắn là người tin tức linh thông, chuyện giữa Lãnh Băng Băng và Lôi gia được hắn biết khá rõ. Tôi sẽ cẩn thận. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói nhưng lại không đồng ý điện thoại cho Lôi Chấn Thiên. Kiều Đông Hải thầm lắc đầu, xem ra hắn phải tự mình gọi điện thoại. Sau khi trở lại biệt thự của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên bắt đầu châm cứu cho Tô Tiểu Sán. Bình thường những người mập là do ăn quá nhiều, nhưng béo như Tô Tiểu Sán thì hơn phân nửa là có bệnh, nói là giảm béo nhưng thực chất là chữa bệnh. Hơn nữa đối với Hạ Thiên thì căn bệnh này cũng đơn giản, cũng căn bản không cần nghịch thiên bát châm, vì vậy khi thi châm cũng không có nguy hiểm. Toàn bộ quá trình chưa đến 3 phút, mà hắn vừa chữa xong thì Kiều Đông Hải đã vội vàng đi đến, hắn hỏi ngay. Hạ Thiên, tối qua cậu sinh chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi?
Nếu Lãnh Băng Băng không nói thì bây giờ tôi còn chưa biết cậu đắc tội với Lý gia ở thủ đô. Tối qua nào phải chuyện lớn gì? Hạ Thiên không cho là đúng. Chẳng qua chỉ đánh cho tên Lý Minh Hiên kia một trận mà thôi, mỗi ngày tôi đều đánh người, có gì đâu. Kiều Đông Hải nghe thấy như vậy thì chẳng biết nói gì, Hạ Thiên đúng là mỗi ngày đều đánh người, đối với hắn thì chẳng có gì ngạc nhiên, đã là chuyện cơm bữa thì quan tâm làm gì. Nhưng vấn đề là đánh người phải nhìn mặt, hơn nữa tối qua hắn nào có đánh người, Lý Minh Hiên đã là phế nhân. Chương 237, Mộc Hàm quấn lấy người. Hạ Thiên, Lý gia là đại gia tộc ở thủ đô, trong mắt những đại gia tộc như vậy thì Kiều gia chúng ta chẳng là gì. Kiều Đông Hải nói bằng giọng lo lắng. Lúc này chúng ta thật sự có phiền toái. Không có gì, nếu bọn họ dám đến gây phiền, tôi sẽ xử lý toàn bộ. Hạ Thiên không quan tâm, không phải chỉ là một Lý gia thôi sao? Hắn nhớ rõ Tam sư phụ đã từng nói, những gia tộc lớn thường ức hiếp người khác, thật ra năm xưa khi sư phụ còn ở thủ đô thì gia tộc nào nhìn thấy cũng phải cung kính. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên là loại người không sợ trời sợ đất, nói đến chữ đại gia tộc thì không hiệu quả. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện Lãnh Băng Băng vừa nói thì Kiều Đông Hải mơ hồ cảm thấy sau lưng Hạ Thiên cũng có hậu thuẫn rất mạnh, rõ ràng đối phương kiêu ngạo là vì có chỗ dựa. Hạ Thiên, nghe nói tối qua có một người phụ nữ tên là Mỹ Nhi giúp cậu, hơn nữa nàng lại là người của Thiên Tổ, có phải không? Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm, hắn hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, hắn có ấn tượng rất sâu với cô gái Mỹ Nhi che kín khắp người kia. Sao cô ấy phải giúp cậu? Kiều Đông Hải tiếp tục hỏi. Hạ Thiên gãi đầu. Tôi không biết, có lẽ nàng thích tôi, ai bảo tôi đẹp trai như vậy. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán có chút dở khóc dở cười, đúng lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng cười khì khì. Liễu Mộng không biết đã xuống lầu từ khi nào, nàng mặc đồ trắng như tiên nữ, nụ cười càng xinh đẹp kinh người. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đáng thương dù biết rõ đây là phụ nữ của Hạ Thiên nhưng vẫn không nhịn được phải ngẩn ngơ, sau đó vội vàng quay đầu đi không dám nhìn. Chị Mộng, chị cười gì vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Tiểu bại hoại, cậu căn bản không đẹp trai. Liễu Mộng cười hì hì nói. Hạ Thiên lập tức buồn bực, bị vợ mắng không đẹp trai, đúng là mất mặt. Nhưng cậu còn đẹp hơn một chút so với bọn họ. Liễu Mộng nhìn Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán rồi tiếp tục nói. Lúc này đến lượt Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán buồn bực, Hạ Thiên lại vui sướng. Tôi quả nhiên là đẹp trai nhất. Lời này cũng không tính là khoác lác, Kiều Đông Hải với bộ dạng hèn mọn bỉ ổi, Tô Tiểu Sán thì béo như heo, trong đám đàn ông ở đây Hạ Thiên rõ ràng là đẹp trai nhất. Điều này, Hạ Thiên, tôi sẽ không quấy rầy cậu. Tô Tiểu Sán cáo từ rất thức thời, mà hắn cũng xấu hổ, hắn cảm thấy mình tiếp tục ở đây thì sẽ phạm sai lầm, Liễu Mộng quá yêu nghiệt, nếu hắn xem vài lần thì cảm thấy không ổn. Hạ Thiên, tôi cũng có chuyện ra ngoài trước. Kiều Đông Hải cũng theo chân Tô Tiểu Sán bỏ đi, hắn phát hiện mình đến tìm Hạ Thiên không thương lượng được kế hoạch gì, thôi thì đi tìm kẻ khác. Khi thấy hai người kia bỏ ra ngoài thì Hạ Thiên không khỏi lầu bầu. Tuy tôi đẹp trai hơn nhưng các anh cũng đừng nên tự ti bỏ đi như vậy chứ. Liễu Mộng nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì tiếp tục cười hì hì, mà Kiều Phượng Nhi vừa đi xuống không lâu cũng liếc mắt nhìn Hạ Thiên, người này không biết tự hiểu sao. Bộ dạng như vậy mà khen mình đẹp à. Ông xã, điện thoại kìa. Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem rồi lầu bầu. Nhanh vậy sao? Sau khi bị tiểu yêu tinh hách điện thoại thì Hạ Thiên thiếu chút nữa đã quên dãy số này. Hắn từng nhớ dãy số này, hơn nữa gần đây còn gọi vài lần nên ấn tượng khắc sâu. Đây là số điện thoại của Mộc Hàm vừa cùng yêu yêu bỏ đi không bao lâu. Vợ, nhớ tôi rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi cười hì hì nói. Chị không nỡ rời xa tôi nên quay lại phải không? Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên lại gọi người trong điện thoại là vợ thì nhìn không được phải trừng mắt, dù người này vừa cứu nàng, nhưng nàng vẫn rất tức giận, người này quá lăng nhăng. Kiều Tiểu Kiều đang trên lầu, rõ ràng sẽ không điện thoại cho Hạ Thiên, vì vậy Kiều Phượng Nhi biết rõ người điện thoại là kẻ khác. Nếu mình là Kiều Tiểu Thư thì nhất định sẽ đá văng tên khốn này. Kiều Phượng Nhi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng nghĩ ra. Nếu tên lưu manh này không xuất hiện thì Kiều Tiểu Thư đã bị sát thủ giết chết, rốt cuộc Kiều Tiểu Kiều tìm được một ông chồng lăng nhăng là tốt hay bị sát thủ giết thì tốt hơn. Khi Kiều Phượng Nhi đang suy nghĩ những lời này thì Mộc Hàm cũng đang suy ngẫm, nếu dựa theo lời của Hạ Thiên thì nàng trở lại là đương nhiên. Nguyên nhân không phải nàng không nỡ xa rời Hạ Thiên, mà nàng có nhiệm vụ ám sát hắn,
nàng phải quấn lấy hắn để thực hiện nhiệm vụ. Thật ra Mộc Hàm biết rõ, tuy nhiệm vụ này là người kia truyền xuống, hắn lại là cấp trên của nàng, nhưng nàng biết đây là nhiệm vụ tư nhân, nếu nàng thật sự không muốn chấp hành cũng có biện pháp từ chối. Nhưng nàng không dám kháng nghị với mệnh lệnh của người kia, cũng không muốn cãi lời, quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên chưa đủ để phải cãi lời người kia. Muốn Mộc Hàm giết chết Hạ Thiên, nàng không tình nguyện không phải vì có cảm tình với đối phương, mà nàng biết rõ muốn giết chết Hạ Thiên hầu như là không thể. Khi người kia ra lệnh lại ám hiệu nàng dùng vẻ đẹp của mình làm vũ khí, mà đây là điều nàng không tình nguyện. Mộc Hàm nghe thấy lời nói đùa giỡn của Hạ Thiên trong điện thoại mà tâm tình rất phức tạp, nàng không nghi ngờ về sắc đẹp của mình, cũng không nghi ngờ Hạ Thiên sẽ không rơi vào bẫy dập sắc đẹp của mình, nhưng nàng vẫn khó thể đưa ra quyết định. Dù sao người kia cũng cho nàng 3 ngày, nàng còn thời gian suy xét, bây giờ phải gặp mặt Hạ Thiên rồi tính sau. Vì vậy nàng mới dùng giọng quyến rũ nói. Đúng vậy, chồng, chị thật sự đã trở lại, bây giờ chị muốn gặp cậu thì phải đến đâu? Tôi ở trong nhà Tiểu Kiều, chị đến đây đi. Hạ Thiên trả lời. Tốt, chị đến ngay. Mộc Hàm nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Liễu Mộng có chút hưng phấn. Tiểu bại hoại, đi đâu chơi vậy? Chị muốn đi ké. Nếu là ngày xưa thì Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý, nhưng lúc này hắn chỉ có thể lắc đầu. Chị Mộng. Em phải làm một việc không hay, chị đừng đi. Không vui thì đi làm gì? Liễu Mộng không tin. Tiểu bại hoại, cậu gạt chị. Chị Mộng, em không gạt chị, không có gì vui đâu. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội, đối với Liễu Mộng thì rõ ràng là không tốt, nhưng đối với hắn thì chưa hẳn. Thật sự không gạt chị sao? Liễu Mộng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hạ Thiên khẳng định. Đúng vậy. À, vậy chị không đi. Chị tìm Hoàng Nhi luyện võ. Liễu Mộng quệt miệng, nàng lên lầu rất mất hứng. Lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, đây không phải Mộc Hàm điện thoại đến mà người đó là Diệp Mộng Oánh. Trong điện thoại Diệp Mộng Oánh nói đã điều chế được loại kem theo lời của Hạ Thiên, đã sản xuất ra mỹ phẩm, để hắn đến xem có vấn đề gì không. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ lập tức đồng ý sẽ đi qua, hắn nói vài câu với Kiều Tiểu Kiều rồi rời khỏi biệt thự. Khi hắn đi ra cửa chính Kiều ra thì Mộc Hàm cũng chạy chiếu Audi A7 đến nơi. Vợ, chị thật sự quay lại rồi sao? Nhìn chị không nỡ xa tôi sẽ ban thưởng. Hạ Thiên lên xe, hắn cười hì hì với Mộc Hàm, sau đó quay đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Hàm chợt đỏ ửng, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, bây giờ chúng ta đi đâu? Nếu không chúng ta đi dạo phố nhé. Tối rồi đi dạo phố. Vợ, chúng ta đến tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên nhanh chóng nói, bây giờ hắn muốn giúp mỹ nữ tỷ tỷ giải quyết vấn đề, cũng không có thời gian đi dạo phố với Mộc Hàm. Mộc Hàm cũng không có ý kiến, thực tế nàng bây giờ cũng không có mục đích, chỉ là những ngày sau nàng phải ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, đến khi nàng quyết định ra tay, như vậy có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hai người chạy đến tòa nhà Hải Giang, sau đó trực tiếp đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Lúc này trong phòng làm việc chỉ có Diệp Mộng Oánh và trợ lý Chu Cầm, còn An Khả Khả và người đại diện Trần Di đã không có mặt. Khi thấy Hạ Thiên đưa đến một người đẹp tóc vàng thì Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc, nàng chủ động hỏi. Hạ Thiên, vị này là... Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ấy là Mộc Hàm, là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì giới thiệu, sau đó lại nhìn Mộc Hàm. Vợ, đây là Mỹ nữ tỷ tỷ Diệp Mộng Oánh, cũng là vợ tôi. Chu Cầm ở bên cạnh chợt rối loạn, quan hệ gì thế này? Mộc Hàm và Diệp Mộng Oánh thì không nói gì, Hạ Thiên xưng hô quá rối, nghe mà choáng váng. Thì ra cô là Mộc Hàm. Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc, nàng chủ động vươn tay với Mộc Hàm. Mộc tiểu thư, rất vui khi được gặp cô. Có thể thấy tiểu thư của nhà giàu số 1 thành phố Giang Hải cũng là vinh hạnh của tôi. Mộc Hàm bắt tay với Diệp Mộng Oánh, rõ ràng nàng đã sớm biết tin của Diệp Mộng Oánh. Mời Mộc tiểu thư ngồi, cô uống trà hay cà phê? Diệp Mộng Oánh hỏi Mộc Hàm. Diệp tiểu thư, không cần mời tôi chỉ đi cùng Hạ Thiên thôi. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Lúc này là vợ nào đây? Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn nhìn dãy số, không thấy số, vì vậy mà không khỏi buồn bực, là ai mà giấu số được thế này? Này, ai đó? Hạ Thiên nhận điện thoại rất mất hứng. Lý Minh Nhân đã đến Giang Hải. Tốt nhất cậu phải cẩn thận. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Cô là ai? Lý Minh Nhân là ai?
Hạ Thiên còn chưa hỏi xong thì bên kia đã cúp điện thoại, trả lời hắn chỉ là những tiếng tút tút. Chương 238, vì tôi quá đẹp trai. Khi nghe được tên Lý Minh Nhân thì vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi, nàng không nhịn được phải khẽ hỏi. Ai điện thoại cho cậu vậy? Hạ Thiên đang định nói không biết, hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, vì vậy suy nghĩ rồi nói. Hình như là người phụ nữ tên là Mỹ Nhi kia. Mộc Hàm nghe nói Mỹ Nhi điện thoại cho Hạ Thiên thì trái tim chợt nhảy dựng, nàng không khỏi hỏi dò. Cô ấy nói gì trong điện thoại? Cũng không nói gì, chỉ nói Lý Minh Nhân đã đến thành phố Giang Hải, nói tôi phải cẩn thận. Đúng rồi, vợ, Lý Minh Nhân có phải là anh của Lý Minh Hiên hay gì đó không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Lý Minh Nhân đến nhanh vậy sao? Mộc Hàm cảm thấy rất kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, Lý Minh Nhân là anh của Lý Minh Hiên. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi cười quyến rũ với Hạ Thiên, nàng nũng nịu nói. Chồng, Mị Nhi có quan hệ gì với cậu? Sao cô ấy lại điện thoại cho cậu? Vì anh quá đẹp trai, người phụ nữ Mị Nhi kia thích anh, vì vậy cố ý bợ đỡ anh. Hạ Thiên nghiêm trang nói, không lâu trước đó Kiều Đông Hải đã hỏi câu tương tự, Hạ Thiên đã nói có lẽ Mị Nhi thích mình. Mà bây giờ hắn đã rất khẳng định chuyện Mị Nhi thích mình, nếu không sao cứ quấn lấy hắn không buông như vậy. Mộc Hàm không nói gì, nàng cảm thấy sắc lang này có hơn phân nửa là không muốn nói cho nàng biết, vì vậy mới đưa ra lý do giả tạo. Diệp Mộng Oánh nhìn không được phải mỉm cười, Hạ Thiên vẫn khoác lác rất nghiêm trang, người khác còn tưởng là thật. Trợ lý xinh đẹp Chu Cầm của Diệp Mộng Oánh lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên một lúc lâu, người này rốt cuộc có chỗ nào đó đẹp trai quá mức không, nhưng cuối cùng nàng cảm thấy người này tuyệt đối không đẹp trai. Nhưng nàng không rõ, vì sao hắn không đẹp trai nhưng vẫn có vợ như Diệp Tiểu Thư. Bây giờ lại có một người đẹp tóc vàng làm vợ, ông trời còn thiên lý không? Diệp Mộng Oánh cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị thì lại mở miệng, đồng thời cũng di chuyển lên chủ đề chính hôm nay. Hạ Thiên, đây là hàng mẫu của phòng thí nghiệm, cậu xem có vấn đề gì không? Diệp Mộng Oánh nói và cầm lấy một hộp kem đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ngửi mùi, sau đó còn liếm hai lượt, cuối cùng gật đầu. Tuy kém xa tôi làm nhưng như thế này cũng không thua kém quá nhiều. Diệp Mộng Oánh nghe được câu nói thừa nhận của Hạ Thiên thì không khỏi thở ra một hơi. Thành phẩm này tương đối cao, phải có giá 5.000, chẳng qua nếu pha loãng gấp trăm lần thì thành phẩm là 50, bán giá 200 đồng là không có vấn đề. Bây giờ phải xem ngày mai có thành công hay không. Đúng vậy, Diệp Tiểu Thư, bây giờ phải xem có làm Hạ Tiên Sinh rút ngắn thời gian trị liệu xuống còn 2 giờ hay không. Chu Cầm ở bên cạnh bổ sung. Hạ Thiên, theo kế hoạch thì 10 giờ ngày mai sẽ có họp báo, sau đó sẽ biểu thị công hiệu của kem dưỡng da này trước mặt đám phóng viên. Cậu có biện pháp để làm đám phóng viên không biết mình châm cứu nhưng khôi phục được gương mặt An Tiểu Thư trong 2 giờ không? Diệp Mộng Oánh không để ý đến Mộc Hàm ở bên cạnh, nàng hỏi thẳng Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, biện pháp là có, nhưng phải để tôi tự bôi lên mặt ngôi sao cực xấu kia mới được. Hạ Thiên không phải tình nguyện, hắn không có hứng thú với ngôi sao cá xấu An Khả Khả, nhưng hắn không tình nguyện mà vẫn phải làm, hắn phải giải quyết phiền toái cho vợ mình, đây là trách nhiệm của đàn ông. Vậy thì không có vấn đề. Chu Cầm nói với giọng hưng phấn, cả kế hoạch có một điểm mấu chốt chính là làm cho gương mặt An Khả Khả khôi phục lại như cũ, nếu không tất cả đều tan tành. Vậy thì tốt rồi. Diệp Mộng Oánh cũng rất vui vẻ. Hạ Thiên, cậu nhớ 10 giờ ngày mai phải đến đây, đến lúc đó cậu tự mình bôi kem cho An Tiểu Thư, còn những chuyện khác cậu không cần quan tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Diệp Mộng Oánh rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên. Vì vậy hắn nói có thể làm được gì, nàng tin sẽ không có vấn đề. Nàng đã từng thấy tình cảnh hắn chữa bệnh cho ông nội, nàng không có chút hoài nghi nào với năng lực của hắn. Ngược lại Chu Cầm cảm thấy có chút không yên, nhưng Diệp Mộng Oánh không nói gì thì nàng cũng không dám nghi vấn. Hơn nữa nàng thấy Diệp Mộng Oánh đã tin người, nàng cũng có thể tin. Các người đang nói chuyện gì vậy? Mộc Hàm ở bên cạnh không khỏi mơ hồ, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Không có gì. Hạ Thiên cười hì hì, hắn kéo Mộc Hàm đứng lên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng tôi đi trước, ngày mai tôi sẽ đến tìm. Hạ Thiên cũng không quan tâm Mộc Hàm và Diệp Mộng Oánh có đồng ý hay không, hắn kéo Mộc Hàm rời khỏi phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh, mà Diệp Mộng Oánh cũng không giữ lại. Chuyện họp báo ngày mai rất quan trọng với tập đoàn Thiên Nam, nàng phải tự mình sắp xếp mới yên tâm, vì vậy bây giờ cũng căn bản không có thời gian ở cùng Hạ Thiên. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu?
Mộc Hàm nũng nịu hỏi Hạ Thiên trong hành lang. Không phải chị muốn đi dạo phố sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bây giờ chúng ta đi dạo phố. Được rồi. Tuy trước đó Mộc Hàm chỉ thuận miệng nói, nhưng bây giờ Hạ Thiên chủ động đề xuất, Mộc Hàm tất nhiên cũng phải đi theo. Hạ Thiên. Sau lưng chợt vang lên một giọng nói có vẻ thăm dò, rõ ràng người nói cũng không xác định đó là Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc, đó chính bạn học của Tôn Hinh Hinh, là Khổng Mính. Hạ Thiên, đúng là anh. Khổng Mính tiến lên. Này ông chủ, sao đến đây mà không lại xem công ty? Công ty của tôi sao? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Công ty gì? Vẻ mặt Khổng Mính chợt xám đen, người này không nhớ công ty mình đầu tư sao? Này ông chủ, là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Lam Thiên, anh không quên đấy chứ? Khổng Mính có chút buồn bực. À, cô nói cái kia sao? Đây không phải công ty của cô sao? Hạ Thiên tất nhiên không quên, nhưng hắn bây giờ không coi công ty đó là của mình mà thôi. Nhưng anh mới là ông chủ, tôi chỉ là người thay mặt anh mà thôi. Khổng Mính tiếp tục khó hiểu, nàng nhìn Mộc Hàm ở bên cạnh Hạ Thiên mà lại càng khó hiểu. Lúc đầu nàng còn tưởng Diệp Mộng Oánh nhuộm tóc vàng, nào ngờ bây giờ Hạ Thiên lại có thêm một cô gái tóc vàng dáng người như yêu tinh, Tôn Hinh Hinh đúng là nguy hiểm, tình địch quá mạnh. Cũng được, chúng ta đi xem. Bây giờ Hạ Thiên cũng không có gì làm, hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ, bây giờ đã gần trưa, không bằng để chiều nay chúng ta hãy đi dạo phố. Không sao, cậu đi đâu tôi theo đấy là được. Mộc Hàm thản nhiên cười. Khổng Mính thầm cảm thấy bực bội, hay cho đôi cẩu nam cẩu nữ gian phu dâm phụ, nàng phải báo ngay cho Tôn Hinh Hinh mới được. Ông chủ, mời. Khổng Mính vẫn mang theo nụ cười. Nàng đưa Hạ Thiên đi về phía gian phòng có tên công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Lam Thiên. Sau khi Hạ Thiên tiến vào thì hắn chỉ thấy bên trong trống rỗng, ngoài Khổng Mính thì chẳng có ai khác, ngay cả bạn trai của nàng tự xưng là hacker Lam Trạch cũng không có. Công ty sao không có ai vậy? Mộc Hàm đặt câu hỏi đầu tiên. Điều này, những người khác đều đang bận rộn mua sắm dụng cụ văn phòng, đây xem như giai đoạn chuẩn bị, hôm nay mới bắt đầu tuyển người, còn phải mất nhiều thời gian mới đi đến quỹ đạo. Khổng Mính xấu hổ giải thích. Không có người nào thì đến xem cái gì. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn kéo Mộc Hàm. Vợ, chúng ta đi dạo phố. Khổng Mính có chút ngượng ngùng, nàng cũng không muốn giữ Hạ Thiên ở lại, nhưng khi đối phương vừa bỏ đi thì nàng tranh thủ điện thoại ngay cho Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh, không tốt, chồng cậu bị người ta cướp mất. Tôn Hinh Hinh nhận được điện thoại mà không nói gì, cái gì mà cướp mất, giống như chồng nàng bị cướp đi rất nhiều vậy. Khổng Mính, bạn cũng đừng đoán mò, mình đang rất bận, tối nay sẽ nói sau. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng nói một câu rồi cắt điện thoại. Khổng Mính cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nàng vì Tôn Hinh Hinh mà phải xem xét. Gian phu dâm phụ, tôi chủ các người cởi hết quần áo lên giường nhưng không tìm thấy cái gì để chui vào. Khổng Mính nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm vừa đi vào thang máy mà chủ ẻo cho hả giận. Hạ Thiên tất nhiên không biết mình bị Khổng Mính chủ ẻo, nếu biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Chồng, chúng ta đi đâu dạo phố đây? Mộc Hàm bắt đầu chính thức xem mình là vợ Hạ Thiên, về mặt diễn trò thì nàng rất có thiên phú. À, đến trung tâm mua sắm. Hạ Thiên suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra địa điểm, không còn biện pháp nào khác, ai bảo hắn chỉ biết mỗi chỗ này. Nửa giờ sau Hạ Thiên và Mộc Hàm đã nắm tay thân mật đi trong khu thương mại, mà Mộc Hàm người đẹp tóc vàng có thể nói hấp dẫn người khác 200%, mỗi người nhìn thấy nàng lần đầu thì khó thể không nhìn lần hai. Hạ Thiên tất nhiên cũng khó thoát khỏi ánh mắt tràn đầy lực sát thương. Nhưng hắn cảm thấy những ánh mắt kia có lực sát thương quá nhỏ, vì vậy mặc kệ. Hai người lúc này rất xứng danh với hai chữ dạo phố, chỉ đi dạo trên đường, không vào bên trong mua sắm, chỉ là tản bộ mà thôi. Hai người đang đi dạo thì một người cầm trên tay ly cola đi thẳng về phía Mộc Hàm, nhưng hắn chưa động vào Mộc Hàm thì cảm thấy có một luồng lực lượng ngăn cản bên ngoài. Vì vậy ánh mắt xoay chuyển, tay run lên. Chai cola đổ ra một nửa, phần lớn dội lên ống quần. Này, người đẹp, em đụng vào anh. Người này đứng lại rồi nói với Mộc Hàm. Tôi không động vào anh. Mộc Hàm nhàn nhạt nói, trò này quá cũ rồi. Người đẹp, nói như vậy mà được sao? Nếu em không đụng vào anh thì sao cola lại đổ ra? Người này rất bất mãn, sau đó hắn vẫy tay. Này các anh bình luận xem, các anh có thấy người đẹp này động vào tôi không? Chương 239, đái ra quần. Người này vẫy tay, có ba người chạy đến,
sau đó đám người bắt đầu ồn ào. Tất nhiên là thấy, này anh em, lực hấp dẫn của chú là quá lớn, người đẹp rõ ràng đụng vào người chú. Đúng vậy, tôi cũng thấy rất rõ ràng, người đẹp này đụng vào người cậu. Này người anh em, được người đẹp đụng vào người, số cậu đúng là may mắn. Ba người này hát đệm làm tên kia càng thêm đắc ý, hắn nhìn về phía Mộc Hàm, bộ dạng cợt nhả. Người đẹp, nhiều người như vậy nhìn thấy rõ ràng, anh không oan uổng cho em đấy chứ. Bên cạnh có một đám người đến vây quanh xem náo nhiệt, nhưng cũng không ai như bốn tên này, cũng không trỏ miệng vào, chỉ vây quanh xem náo nhiệt mà thôi. Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng thản nhiên nói. Các em còn bé lắm, chị không muốn so đo, tranh thủ thời gian tránh đường cho chị hai. Đám người này rõ ràng không lớn tuổi, nhìn qua cũng chỉ 15-16, đều mặc sơ mi hoa hòe, tướng mạo không tệ nhưng làm người khác sinh ra cảm giác lưu manh. Người đẹp, chưa thử sao biết của anh còn nhỏ. Đúng vậy, người đẹp, hay là em thử một lần, chúng anh tuyệt đối không nhỏ. Không những không nhỏ, hơn nữa lại rất dài. Không những rất dài mà thật dài, hì hì. Bốn tên cười hô hố nói lời ngả ngớn, mà đám đàn ông vây quanh cũng nở nụ cười mập mờ. Rõ ràng bọn họ nghe rõ ý nghĩ lời nói của đám trai trai này. Chị đã cho các chú em một cơ hội, do các người không biết quý trọng. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, nàng đột nhiên nhấc chân đạp tên đứng gần nhất ngã xuống đất, sau đó tiến lên cho một tên khác ăn một trỏ, cuối cùng nhảy dựng lên dùng liên hoàn cước đá ngã hai tên còn lại xuống đất. Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm, thì ra người đẹp này có võ công. Mộc Hàm khẽ rơi xuống đất rồi dẫm chân lên ngực tên thiếu niên nói. Bây giờ, các chú muốn tự mình cút đi hay thích được ăn giày cao gót? Điều này, người đẹp, hiểu lầm, là hiểu lầm. Vẻ mặt tên thiếu niên bị dẫm chân lên ngực chợt tái nhợt, ba tên còn lại cũng bỏ lên và chuẩn bị bỏ chạy. Cút! Mộc Hàm thu chân lại rồi quát lên. Tên thiếu niên vội vàng đứng lên, hắn bắt chuyện với ba tên còn lại rồi quay đầu bỏ chạy. Đùa giỡn người đẹp không thành, bây giờ còn bị đánh một trận, tất nhiên đám người này đã mất sạch thể diện. Bọn họ cũng không cần người ta phải mời, chạy đi mới là thượng sách. Này, đứng lại đã. Đúng lúc này Hạ Thiên mở miệng. Đám người đứng xem náo nhiệt thấy Hạ Thiên nói như vậy thì biết rõ tình cảnh còn chưa kết thúc. Bốn tên xui xẻo nghe thấy như vậy thì xoay đầu lại nhìn Hạ Thiên, tên cầm đầu dùng giọng tức giận nói. Người đẹp đã không so đo, mày còn muốn gì? Vợ anh không so đo nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua. Các chú dám đùa giỡn vợ anh bỏ qua thì còn là đàn ông sao? Hạ Thiên có vẻ rất bất mãn. Vừa rồi vợ anh dạy bảo các chú nên anh không quan tâm, bây giờ vợ anh đã dạy bảo xong, tất nhiên đến lượt anh dạy bảo các chú. Đám người cả nam lẫn nữ đang vây xung quanh xem náo nhiệt đều cảm thấy Hạ Thiên nói rất đúng, ghẻ của mình bị đùa giỡn, sao hắn không quan tâm cho được. Tất nhiên đám đàn ông nghe thấy như vậy thì càng thêm ghen ghét Hạ Thiên. Tên này bộ là chó hình người mà có được một người vợ quá đẹp, ông trời dạo này không có thiên lý. Vì sao những năm gần đây luôn có tình cảnh hoa lại cắm bãi sao 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 châu? Chẳng lẽ có sao 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 châu tưới tắm thì hoa sẽ càng thêm sáng lạn sao? Này, đừng tưởng có vợ giỏi võ là ngon, có ngon thì đừng cho vợ hỗ trợ, chúng ta tay đôi. Tên cầm đầu tức giận nói. Với thân thể dạng chó hình người thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ làm người ta nghĩ rằng mình không có võ công. Mà đám người kia cũng không tin mình xui xẻo gặp phải hai người có võ công. Những năm nay người biết võ cũng không nhiều, hơn nữa chỉ là vung tay múa chân mà thôi, căn bản chẳng có hiệu quả gì. Tốt, anh đấu với chú. Hạ Thiên ngoắc ngón tay với tên kia. Chú em, ra tay đi. Tên kia vung tay. Anh em, lên. Không phải chơi tay đôi sao? Đám người đứng bên ngoài chợt cảm thấy khó chịu, đám tiểu tử kia chơi trò gì vậy? Vừa nói đấu tay đôi. Bây giờ chơi hội đồng. Chúng tôi và hắn, như vậy mới gọi là tay đôi. Tên kia mở lời rất hùng hồn. Thật ra anh cũng thích đánh số lượng đông. Hạ Thiên ngáp một cái. Nhanh lên, anh đang muốn đánh người. Thằng này kiêu ngạo quá, có vợ đẹp giỏi võ thì ngon sao. Đánh chết mẹ nó đi. Tên cầm đầu mắng một câu cực kỳ ghen ghét, sau đó hắn vọt lên, ba tên kia cũng đồng loạt ra tay. Chuẩn bị đánh cho tên khốn Hạ Thiên mang vợ đẹp đi khoe một trận kêu cha gọi mẹ. Mộc Hàm không khỏi lắc đầu, nàng dứt khoát xích người ra một chút, tạo không gian cho mấy người kia phóng lên. Bốp, 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 bốp. Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng bạt tay cực kỳ trong trẻo, sau đó đám người thấy Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ mà bốn tên kia đã xếp thành hàng dài như học trò chờ được dạy bảo.
Hạ Thiên đang liên tục vung tay, mỗi đứa một tát, cứ liên tục tuần hoàn. Chỉ trong nháy mắt tên nào cũng được ăn mười mấy tát, mà tiếng tát tai vẫn còn vang lên không ngớt. Đại ca, em sai rồi, đừng đánh nữa. Đại ca, tha cho chúng em không dám đùa với vợ anh nữa. Đại ca, anh coi như em đánh rắm, tha cho em. Đại ca, em van anh, em chịu hết nổi rồi, răng sắp long ra. Đúng là mất hứng. Hạ Thiên cuối cùng cũng ngừng tay, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bốn người. Da mặt các chú không thể mỏng thêm một chút được sao? Nói vậy cũng được à? Bốn người này chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, nếu da mặt không dày thì sao có thể đùa giỡn người đẹp trên đường được? Chồng, thôi bỏ, chúng ta đi dạo phố. Mộc Hàm cuối cùng cũng nói. Bốn người kia lập tức dùng ánh mắt cảm động nhìn Mộc Hàm, đây đúng là Đức Mẹ Maria tái thế. Dám đùa giỡn với vợ anh, sao có thể thả được? Hạ Thiên lại có ý nghĩ khác, bốn người kia lập tức nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn, thằng này đúng là Sa Tăng tái thế. Hạ Thiên thấy ly cola trên mặt đất, hơn nữa lại thấy cách đó không xa có máy bán nước giải khát, vì vậy ánh mắt xoay chuyển, hắn lập tức có ý nghĩ mới. Này, các chú muốn đi phải không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bốn người liên tục gật đầu, nói nhảm, tất nhiên bọn họ muốn đi, không đúng, phải là muốn chạy, đi quá chậm. Các chú sang kia mua cho anh mỗi đứa một ly cola. Hạ Thiên nói. Mua cola sao? Bốn tên đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ người này khát nước muốn uống cola? Này, ngây người làm gì? Không muốn sao? Hạ Thiên bất mãn. Vì vậy bốn tên tranh thủ chạy đến máy bán nước, chưa đến một phút sau, bốn tên đã quay lại với một ly cola trên tay. Bọn họ cũng không lợi dụng cơ hội để bỏ chạy, vì máy mua cola ở quá gần, bọn họ tin Hạ Thiên có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt phải dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Hạ Thiên, người này muốn mua cola làm gì. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Mộc Hàm cũng không nghĩ ra, dù sắc lang muốn uống cola cũng không đến mức uống bốn ly chứ. Hạ Thiên tiến lên cầm lấy hai ly cola trên tay hai tên, ngay sau đó dội nước bên trong vào người hai tên khác, đúng lúc hai tên này chưa kịp phản ứng thì hắn tiến lên lấy cola dội vào hai tên đầu tiên. Mộc Hàm thấy tình như vậy mà chợt dở khóc dở cười, người vây quanh xem náo nhiệt lại thấy Hạ Thiên rất sáng ý, đúng là tài tình, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng áp dụng được. Những tình cảnh đổ rượu hay nước ép trái cây lên người thường hay xuất hiện trên TV, trong hiện thực cũng ít khi thấy được. Nếu Hạ Thiên dội cola lên mặt bốn tên kia, tất nhiên mọi người sẽ chẳng thấy sáng ý, nhưng Hạ Thiên lại dội nước xuống đúng quần. Hiệu quả là rất rõ ràng, đúng quần ướt sũng, đi trên đường nhất định bị người ta cho là đái ra quần, mà lúc này đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng bật cười. Khóe miệng Mộc Hàm cũng không nhịn được phải cong lên thành đường, sắc lang này đúng là lắm trò. Bốn tên đáng thương vẫn còn ngơ ngác đứng đờ tại chỗ. Nếu không phải gương mặt đã bị Hạ Thiên tát cho đỏ rực thì bây giờ ánh mắt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hạ Thiên khá thỏa mãn vì kiệt tác của mình, hắn phất tay. Tốt lắm, bốn chú có thể đi được rồi. Hạ Thiên vừa thốt ra những lời này thì bốn kẻ đáng thương mới kịp phản ứng, đám người dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó cũng không nói lời nào mà bỏ chạy, đám người vây quanh chợt cười thành tiếng. Vợ, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Mộc Hàm. Hắn không quan tâm đến đám người vây quanh mà nghênh ngang bước đi. Nhưng vừa đi được vài chục mét thì Mộc Hàm cảm thấy điện thoại chấn động, nàng lấy điện thoại ra, khi thấy dãy số quen thuộc kia thì vẻ mặt không khỏi thay đổi. Chồng, em phải nhận điện thoại. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, nàng vùng người thoát khỏi cái ôm của hắn, ngay sau đó đi vào một cửa hàng. Nàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng thử đồ, đóng cửa lại và nghe điện thoại. Cô định ra tay khi nào? Điện thoại được chuyển, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. Ông đã nói cho tôi 3 ngày. Mộc Hàm khẽ nói, nàng cảm thấy người này đang thúc giục mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tình huống bây giờ thay đổi, Lý Minh Nhân chỉ cho cô 48 giờ, bây giờ là 11 giờ, 11 giờ sau nếu Hạ Thiên còn sống thì Lý Minh Nhân sẽ đích thân ra tay. Đầu bên kia vang lên giọng không vui. Tôi hy vọng cô có thể ra tay vào tối nay. Với quan hệ giữa hai bên vào lúc này, cô giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 240, ăn vạ. Mộc Hàm rất muốn nói cho đối phương biết mình là đặc công, không phải sát thủ, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói. Không phải nàng chẳng muốn cãi lời đối phương, cũng vì nàng biết rõ nhiều khi đặc công cũng là sát thủ, cũng không có giới hạn.
nhưng sát thủ giết người vì tiền, mà đặc công có thể giết người vì quốc gia một cách ngang nhiên lẫm liệt. Mộc Hàm biết, nếu nàng giết chết Hạ Thiên thì chẳng phải vì quốc gia, chỉ vì một nhóm người nào đó mà thôi. Tôi sẽ tìm cơ hội. Mộc Hàm vẫn chỉ có thể nói như vậy trong điện thoại, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được phải bổ sung một câu. Hạ Thiên rất mạnh, chỉ cần cậu ấy than tỉnh thì muốn giết là không thể. Vậy thì ra tay lúc đối phương ngủ say. Người đàn ông bên kia rõ ràng không kiên nhẫn nghe Mộc Hàm giải thích. Hai người ngủ, cô ngủ cùng hắn, như vậy sẽ có nhiều cơ hội. Tôi hiểu. Mộc Hàm không hề giải thích, nàng đã biết rõ, đối phương chỉ cần kết quả, mà kết quả chỉ có một, đó là Hạ Thiên phải chết, những thứ khác không đáng quan tâm. Tôi hy vọng tối nay có thể nhận được tin tức Hạ Thiên tử vong. Đối phương nói một câu cuối cùng rồi cúp điện thoại. Mộc Hàm đờ đẫn dựa người lên vách phòng thử quần áo, khoảnh khắc này trong lòng rất uể oải. Đến lúc này nàng vẫn không hiểu vì sao đối phương vội vàng muốn giết Hạ Thiên, giữa bọn họ không có cửu hận, hơn nữa chẳng qua chỉ có Lý Gia muốn giết Hạ Thiên, người kia hoàn toàn không cần chen tay. Mộc Hàm thở ra một hơi rồi đứng thẳng người lên, nàng mở cửa đi ra. Trước nay nàng quen thi hành mệnh lệnh mà không hỏi có hợp lý hay không, dù bây giờ nàng nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nhưng nàng cũng không nên lo lắng quá nhiều. Tất nhiên dù nàng có nghĩ nhiều cũng không có kết quả, những chuyện không rõ thì có nghĩ cũng không hiểu. Mộc Hàm buông đồ để lại trong cửa hàng rồi đi ra, nàng phát hiện Hạ Thiên vẫn đứng ở giữa đường, vì vậy mà không khỏi thở ra, xem ra đối phương cũng không nghi ngờ mình. Vợ, chị muốn mua quần áo không? Hạ Thiên chỉ vào một cửa hàng đối diện. Mộc Hàm nhìn qua, đó là một cửa hàng bán đồ nội y sexy, vì vậy mà gương mặt có hơi đỏ ửng, nàng hờn dỗi nhìn Hạ Thiên. Tôi không mặc loại đồ đó. Hạ Thiên lập tức có hơi thất vọng, hắn tin Mộc Hàm mặc những loại nội y đó sẽ rất đẹp. Nhưng hắn cũng tự an ủi mình, bây giờ Mộc Hàm không mặc cũng chẳng sao, đến một ngày nào đó hắn sẽ bắt nàng mặc. Hạ Thiên dùng ánh mắt càn rỡ nhìn tư thái tuyệt vời của Mộc Hàm, hắn không tự chủ phải nhớ đến tình huống nàng không mặc gì, trong lòng bốc lửa ngùn ngụt. Vì lúc này hắn phát hiện khi nàng trần truồng thì rất hấp dẫn, như vậy cần gì phải cho nàng mặc nội y. Hạ Thiên suy xét mãi rồi đưa ra quyết định, đôi khi không mặc gì còn đẹp hơn mặc. Mộc Hàm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt Hạ Thiên làm nàng có chút không thoải mái. Hạ Thiên giống như có thể nhìn thấu vải vóc, bị hắn nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy mình giống như không mặc gì trên người. Chồng, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Mộc Hàm bắt đầu làm nũng. Cậu cũng đã xem rồi mà. Nhưng vẫn chưa đủ. Hạ Thiên nói với lý lẽ hùng hồn. Mộc Hàm cũng không biết nói gì, lưu manh này nói quá hùng hồn, nàng còn nói gì đây? Chồng, bây giờ tôi không muốn dạo phố, mà lúc này cũng đã đến trưa, chúng ta rời khỏi đây tìm nơi dùng cơm nhé. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi đưa ra lời đề nghị, nàng cũng không phải loại phụ nữ thích dạo phố, mà cuộc điện thoại vừa rồi cũng làm tâm tình nàng trầm xuống. Bây giờ nàng bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, càng không được thoải mái. Tốt, thường thì đàn ông không thích dạo phố. Hạ Thiên dù không ghét dạo phố, nhưng dù không thích hắn cũng phải đi vì người đẹp, còn đi dạo phố hay dùng cơm chẳng có gì khác biệt. Tất nhiên hắn thích nhất chính là cùng ngủ. Sau khi rời khỏi khu thương mại thì Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 thong thả trên đường, nàng vừa đi vừa tìm nơi dùng cơm. Có lẽ vì nguyên nhân tâm tình không tốt, tuy bên đường có nhiều nhà hàng nhưng nàng nhìn thấy tên mà không hài lòng, vì vậy sau hơn 10 phút mà nàng còn chưa quyết định. Xe chạy đến ngã tư. Một bóng đen đột nhiên từ bên đường phóng ra ngay giữa đường. Mộc Hàm vội vàng thắng xe, cũng may tốc độ của nàng rất chậm, vì vậy xe dừng lại ngay lập tức, không húc lên bóng đen kia. Nhưng lúc này phía trước chợt vang lên tiếng hét thảm thiết. Á, đâm chết người, có ai không, cứu mạng. Mộc Hàm có chút chóng mặt, hôm nay đúng là tà môn, đi dạo thì bị đám oát con tới làm phiền, bây giờ lái xe đón gió cũng có người xông ra nói nàng tông chết người, sao hôm nay xui xẻo như vậy. Mộc Hàm mở cửa xe bước xuống, nàng thấy một người đang nằm trên mặt đường, người này đang lăn lộn điên cuồng, vẻ mặt đau đớn. Đây là một người khoảng 30, mặc áo sơ mi quần tây, còn đeo cà vạt, bóc cũng bóng láng, bộ dạng khá tốt, gương mặt cũng có chút thanh tú. Những năm gần đây số người nhảy sổ ra xe ăn vạ cũng không ít, nhưng ăn mặc như người này rõ ràng không giống như dân chuyên ăn vạ, mà bây giờ đối phương lại lăn lộn la hét điên cuồng. Mộc Hàm dù thế nào cũng phải ghép đối phương vào hàng ngũ ăn vạ bậc thầy. Nếu là trước đó Mộc Hàm sẽ có ý nghĩ ôm chuyện không bằng bớt đi chút chuyện, sẽ cho đối phương ít tiền và đuổi đi,
dù sao nàng cũng không thiếu tiền. Nhưng hôm nay tâm tình của nàng không tốt, vì vậy cũng không dễ nói chuyện. Anh tên gì? Mộc Hàm hừ lạnh. Tôi căn bản không đụng vào anh. Tên đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất chợt ngẩng đầu, khi nhìn thấy Mộc Hàm thì không khỏi ngẩn ngơ, rõ ràng không ngờ chủ nhân của chiếc xe là một người đẹp bốc lửa như vậy. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn vẫn rất đau đớn, hắn chỉ xuống tay trái đang rũ xuống nói. Cô không tông vào tôi, sao tay tôi lại gãy? Tên đàn ông cũng không đợi Mộc Hàm nói chuyện mà gào lên kinh thiên động địa. Mọi người đến mau, có người chạy xe 70 km một giờ tông vào kẻ khác, mau đến phân xử cho tôi, đừng để cô ta chạy mất. Không cần người này kêu gào, đám sớm có một đám người đến vây quanh, vì vậy Mộc Hàm lại là nhân vật trung tâm. Tôi còn chưa chạy đến tốc độ 17 km một giờ, sao có thể tông vào anh? Mộc Hàm rất tức giận. Anh đừng giả vờ, nếu cảm thấy tôi tông vào anh, như vậy báo cảnh sát đi. Đúng vậy, báo cảnh sát. Bên cạnh có người phụ họa, nhưng lại có người phản đối. Báo cảnh sát thì làm được gì, không thấy người ta chạy Audi A7 sao? Chạy được xe này phải là người có bối cảnh, cảnh sát giao thông đến đây thì làm gì được cô ta? Đúng vậy. Những năm gần đây kẻ có tiền tông chết người cũng không việc gì. Có nhiều người phụ họa. Này, tôi thấy rất rõ ràng, vợ tôi không tông vào anh của anh tự mình làm gãy, mau tránh ra, nếu không tôi cho cánh tay kia gãy luôn. Hạ Thiên cũng xuống xe, hắn dùng giọng mất hứng nói. Tên đàn ông nghe Hạ Thiên nói như vậy thì gào lên. Mọi người nhìn đi, dược gia hâm thứ hai xuất hiện, đám người này tông gãy tay tôi còn chưa thấy đủ, bây giờ còn muốn giết người. Trời ơi, bây giờ là thế đạo gì, còn có thiên lý nữa không, còn có pháp luật nữa không? Đám người vây quanh cũng nổi giận, chưa nói đến vấn đề tên này tông vào người khác, bây giờ còn uy hiếp người bị hại. Dù cha đối phương là Lý Cương cũng không kiêu ngạo quá mức như vậy chứ. Quá ngang ngược, không phải con nhà giàu sao, có chút tiền dơ bẩn thì hống hách à. Thằng khốn, đừng quá kiêu ngạo, Dược Gia Hâm chẳng phải cũng bị tử hình sao? Mọi người đập nát xe của đôi cẩu nam nữ này đi, xem chúng nó có còn kiêu ngạo nữa không. Lúc này tâm tình quần chúng rõ ràng đã kích động, vài tên thanh niên không biết tìm đâu ra vài cục gạch, chuẩn bị đập nát xe. Đừng kích động, mọi người đừng kích động, tôi là cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì. Đúng lúc này một người mặc chế phục cảnh sát giao thông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cảnh sát, bọn họ tông người mà không thừa nhận, hơn nữa còn uy hiếp giết người. Tên đàn ông trên mặt đất đã bò lên nói với bộ dạng cực kỳ tức giận. Đừng lo, tôi sẽ xử lý công bằng, anh có muốn đi bệnh viện trước không? Viên cảnh sát giao thông dùng giọng ôn hòa nói. Cảnh sát, tôi không có tiền sao đi bệnh viện được. Tên đàn ông nói bằng giọng cầu xin. Mọi người đều biết, bây giờ bệnh viện không trả tiền không chữa bệnh. Điều này cũng đúng. Viên cảnh sát gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn sang Mộc Hàm và Hạ Thiên. Hai người ai là chủ xe? Là tôi. Mộc Hàm trừng mắt nhìn viên cảnh sát. Tôi không đụng vào anh ta đang ăn vạn. Này vị nữ sĩ, cô nói vậy cũng không đúng, tôi đã xem qua tay của anh ta, đúng là đã gãy, ăn vạ sao tự làm gãy tay mình. Viên cảnh sát nhíu mày. Tình hình vết thương quá nghiêm trọng, cậu phải đến bệnh viện, tôi thấy cô nên đưa ra chút tiền coi như ứng trước thuốc men, còn cuối cùng mất bao nhiêu thì phải thương lượng lại, thế nào? Nếu tôi không đưa tiền thì sao? Mộc Hàm lạnh lùng nói, tên cảnh sát này cũng không thăm dò hiện trường, cũng không xem qua giấy tờ, trực tiếp bắt nàng đưa tiền. Tất cả đã cho thấy vấn đề, nàng cũng không dễ dàng rút lui như vậy. Tiểu thư, phía trước có vạch dành cho người đi bộ, có lẽ cô lái xe say rượu, tuy nơi đây không có camera giám sát, nhưng chỉ cần xét hai điểm trên cũng đủ xác định tất cả do cô phụ trách. Bây giờ tôi suy xét vì vết thương của người bị hại, vì vậy mới nói cô ứng chút tiền thuốc. Cô nên giải quyết việc chung, như vậy còn chưa nể mặt nhau sao? Viên cảnh sát giao thông rất mất vui. Bây giờ người bị hại đã trọng thương, các người gây ra tai nạn cũng phải bị trừng phạt. Mộc Hàm vừa bực vừa buồn cười. Tôi lái xe say rượu sao? Anh có tiến hành đo nồng độ cồn của tôi chưa? Trong xe của cô có rượu, phòng điều khiển toàn mùi rượu, như vậy còn cần đo nồng độ cồn sao? Viên cảnh sát giao thông đi đến bên cạnh xe. Sau đó hắn thò tay vào phòng lái lấy ra một chai mao đài đã mở sẵn. Tiểu thư, chai rượu này chỉ còn một nửa, cô còn phủ nhận sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.